Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 14. Đại tiểu thư, ngài làm sao tới? Mọi người giật mình, nhìn lấy Lạc Vân Thường ngay tại kết ấn hai tay, không khỏi đại kêu ra tiếng. Lạc Vân Thường khẽ mỉm cười nói, chúng ta đều là người một nhà, sinh làm cùng sinh, tử làm cùng chết. Chúng người thân thể đều là bỗng nhiên run run, trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Có thể vì dạng này có tình có nghĩa gia tộc bỏ mình, cũng coi như chết đúng chỗ. Thế nhưng là, Vân Hải đâu, Lôi Vân Thiên dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi xuống, đã là mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thăm thẳm hỏi. Trên mặt lóe qua một tia thống khổ, nhưng là rất nhanh, Lạc Vân Thường chính là bật cười lớn nói, không sao, hắn đã lớn lên, mắt thấy sắp đột phá tụ khí cảnh. Ta để hắn đi tìm Trác Phàm, nhất định không có việc gì. Lạc Vân Thường tuy nhiên miệng phía trên nói như thế, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra, trong nội tâm nàng lo lắng. Bất đắc dĩ thở dài, mọi người cũng là đầy mặt vẻ buồn rầu. Lạc Vân Hải hiện tại vẫn chỉ là đứa bé, hắn một thân một mình hành tẩu giang hồ, có thể tìm tới Trác Phàm còn tốt, nếu là tìm không thấy lời nói, thật không biết gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Ha ha ha, các ngươi nói là cái kia thằng nhãi con đi. Đột nhiên, cái kia màu đen liệt diễm bên trong truyền ra một trận phách lối tiếng cười điên cuồng, ngay sau đó liền oanh một tiếng liệt diễm tản ra, vừa mới tên kia thần chiếu cung phụng từ bên trong yên ổn đi ra, cho nên ngay cả một chéo áo đều không đốt tới. Hừ, các ngươi quản gia Trác Phàm, dám giết chúng ta bảy nhà trưởng lão, đã sớm bị phản tử hình. Mặc kệ hắn chạy đến đâu bên trong, đều sẽ bị chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đến cho các ngươi Lạc gia, vậy mà gia này ác đồ. Một dạng tội không thể tha, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Coi như cái kiệu oắt con, lão phu cũng bình tĩnh sẽ đích thân bắt đến, nghiền xương thành cho. Cái gì, các ngươi liền đứa bé đều không buông tha. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Lạc Vân Thường nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia cung phụng nhếch miệng cười một tiếng, ta dị nói, đừng nói là đứa bé, coi như hắn là vừa ra đời trẻ sơ sinh, lão phu thân thủ bóp chết hắn, cũng bình tĩnh không lại nương tay. Song quyền không khỏi chăm chú, Lạc Vân Thường đầy mặt sắc mặt giận dữ. Thế mà, đúng lúc này, từng tiếng truyền giọng trẻ con lại là đột nhiên vang lên, không nhọc các ngươi đi tìm, tiểu gia ta đến. Không khỏi sợ hãi cả kinh, mọi người hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua, lại là bỗng nhiên trong mắt ngưng tụ, kêu lên sợ hãi, Vân Hải, ngươi làm sao cũng tiến vào. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Lạc Vân Hải không hề sợ hãi mà nói tỉ, ngươi nói chúng ta Lạc gia tổ huấn là trung can nghĩa đảm, ta lại có thể bỏ xuống các ngươi, một mình sống tạm bợ. Sâu trong đáy lòng nhìn không được chuyển động, mọi người nhìn về phía Lạc Vân Hải, lại là không khỏi sinh ra một cỗ không hiểu cảm động. Cho dù là Lệ Kinh Thiên, cũng ngăn không được động dung, thở dài. Lạc gia phi phàm, có lẽ cũng không tại nó có bao nhiêu cường giả, chỉ là toàn cả gia tộc trên dưới. Lộ ra một cỗ tình cùng nghĩa. Nguyên lai lão phu một mực lý giải sai, chẳng lẽ nói Trác quản gia nói tới thiên hạ đệ nhất gia tộc, là ý tứ này sao? Lệ Kinh Thiên đáy lòng một trận thổn thức, đáng tiếc, cho dù là hiện tại, hắn vẫn như cũ lý giải sai Trác Phàm ý tứ. Giống Trác Phàm như thế ma hoàng, căn bản không có khả năng đem tình nghĩa nhìn đến nặng như vậy. Hắn lúc trước nói câu nói này ý tứ, thực thì một chút, lão tử tại địa phương. Cũng là mạnh nhất. Bất quá cái này đã không trọng yếu, giờ này khắc này, Lệ Kinh Thiên không là Trác Phàm mạnh kéo hắn nhập bọn, chỉ vì Lạc gia cảm động. Hắn cảm thấy lúc này Lạc gia, muốn so bảy thế gia, mạnh rất rất nhiều. Ha ha ha, đã người Lạc gia đã đến đủ, vậy lão phu thì một hơi giải quyết các ngươi đi. Một tiếng tà dị cười to phát ra, cái kia cung phụng trong mắt sát mang thoáng hiện, còn lại hai tên cung phụng. Cũng là lộ ra âm hiểm tiếng cười gian. Lạc Vân Thường trong mắt ngưng tụ, trong lòng chiến ý đột khởi, muốn động đệ đệ ta, trước qua ta cửa này. Vừa dứt lời, Lạc Vân Thường ấn quyết trong tay lại biến. Chỉ một thoáng, bốn phía hắc phiêm như là từng đoàn vòi rồng giống như đem cái kia cung phụng đang bao vây, mắt thấy là phải lần nữa đem hắn quấn tại hắc phiêm bên trong. Hắc phiêm phong bạo, nhưng là vào thời khắc này, đối mặt bốn phương tám hướng mãnh liệt chạy tới hắc phiêm, cái kia cung phụng lại là không nhúc nhích, trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Sau một khắc, nhưng gặp tròng mắt ngưng tụ.
Ông một tiếng vang nhỏ, một cỗ không gì địch nổi lực lượng nguyên thần liền bỗng nhiên hướng bốn phía phát tán ra ngoài, cái kia cổ hắc viêm, nhất thời liền phá nát thành điểm điểm hỏa tinh, tiêu tán không thấy. Lạc Vân Thường một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, mọi người quýnh lên, vội vàng hộ vệ ở bên. Cười lạnh, cái kia cung phụng khinh thường bĩu môi, người cái này cấp 5 trận pháp xác thực lợi hại, bất quá đáng tiếc, tiểu nha đầu ngươi tu vi quá nhỏ bé, mà ngay cả đoán cốt cảnh cũng chưa tới, căn bản không xứng khống trận. Bất quá bây giờ, thì coi như các ngươi hối hận cũng không kịp, lão phu cái này đưa các ngươi lên đường. Vừa dứt lời, cái kia cung phụng chính muốn xuất thủ, bàng thống lĩnh bọn người thì là đầy mặt ngưng trọng, cả người toát mồ hôi lạnh cản ở phía trước hộ vệ. Tuy nhiên bọn họ cũng biết, đây chỉ là tốn công vô ích, nhưng vẫn như cũ muốn tại trước khi chết tận chính mình sau cùng một phần chức trách. Phốc phốc, đột nhiên, hai đạo trầm đục phát ra, cái kia cung phụng vọt tới trước thân thể ngăn không được trì trệ, tiếp lấy bất khả tư nghị xoay đầu lại. Lạc Vân Thường bọn họ, cũng là trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, mặt trong nháy mắt xuất hiện mê võng chi sắc. Thu vào bọn họ tầm mắt, là hai cái huyết hồng quyền đầu, theo hai người ở ngực xuyên qua. Mặt khác cái kia hai tên cung phụng, lúc trước còn là một bộ xem náo nhiệt tâm tính, nhưng là còn không đợi bọn hắn nhìn đến Lạc gia mọi người chết thảm, cũng đã cảm thấy mình ở ngực mát lạnh, sinh mệnh lực tại cấp tốc hạ xuống lấy. Cứng ngắc thân thể quay đầu đi, hai người mê hoặc trong ánh mắt, chiếu rọi ra lại là Lệ Kinh Thiên lạnh lùng gương mặt. Lệ lão, vì cái. Hai cái chết người, không cần thiết biết nhiều như vậy. Lạnh hừ một tiếng. Lệ Kinh Thiên hai tay chấn động, hai vị thần chiếu cao thủ nhất thời tứ phân ngũ liệt, thân thể đều hóa thành mảnh vỡ, rơi vào chung quanh hắc viêm bên trong, tiêu tán không thấy. Nhìn không được hít sâu một hơi, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, riêng là còn sót lại sau cùng tên kia cung phụng, trên mặt càng là phủ đầy mê hoặc. Cái này đế vương môn cung phụng, Lệ Kinh Thiên, vì sao muốn giết bọn hắn đâu? Hắn nhớ đến, bọn họ ba nhà không có đắc tội qua đế vương môn A. Thế nhưng là sự thật thì bày ở trước mắt, Lệ Kinh Thiên không những đối với bọn họ động sát ý, hơn nữa còn là mưu đồ đã lâu. Bằng không hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng một hơi giết chết hai tên ngang nhau tu vi cao thủ, cái này hiển nhiên cũng là đánh lén gây nên. Lệ lão, người đây là ý gì? Tên kia cung phụng không rảnh xen vào nữa những cái kia người Lạc ra, chỉ là một mặt cẩn thận mà nhìn xem Lệ Kinh Thiên phương hướng, vừa mới phách lối khí thế. Cũng tất cả đều không có bóng dáng, chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ. Ngẩng đầu khẽ liếc hắn liếc một chút, Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười lạnh, ngu ngốc, vẫn không rõ a, các ngươi mắc lừa, đây chính là cái bẫy. Cái gì, cái bẫy? Tên kia cung phụng trong mắt kinh nghi bất định, nhưng là hắn đã không kịp nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại hiển nhiên Lệ Kinh Thiên đã đối với hắn động sát ý, nếu là hắn nếu không chạy lời nói, 100% thì phải chết ở chỗ này. Hắn một cái thần chiếu tam trọng tu giả, tại những cái kia người Lạc gia trước mặt diệu võ dương oai tự nhiên không có vấn đề, nhưng là ở đâu là Lệ Kinh Thiên cái này thần chiếu 6 tầng luyện thể tu giả đối thủ. Chỉ sợ hai người giao thủ một cái, không ra 5 chiêu, hắn liền bị lão giả kia triệt để bóp nát. Bất quá tốt xấu, tu vi chênh lệch không đại tình huống dưới, hắn muốn chạy, Lệ Kinh Thiên cũng ngăn không được hắn. Nghĩ tới đây, hắn cái gì cũng không đoái hoài tới. Phát chân lên cổ hướng ngoài trận chạy tới. Thế nhưng là Lệ Kinh Thiên cũng không vội, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, ấn quyết trong tay một kết. Đột nhiên ở giữa, Lạc Vân Thường một tiếng kinh hô, cảm thấy mình cùng cái này hắc viêm trận liên hệ lại triệt để cắt ra. Mà cái này hắc viêm trận cũng ầm vang một tiếng, uyển như núi lửa bạo phát giống như, tứ phía trong nháy mắt hóa thành từng đạo tường lửa, đem tất cả mọi người vây ở bên trong. Cái kia cung phụng còn chưa chạy đi, cái kia nóng rực hắc viêm liền nhất thời đem hắn bước quay trở về. Chờ hắn định thần nhìn lại lúc, lại là nhất thời dọa đến tam hồn không thấy hai hồn, thất phách không thấy lục phách. Cái này hắc viêm trận, đúng là tại cái này trong nháy mắt, uy lực tăng lên hơn 100 lần. Nếu như lúc trước cái này hắc viêm trận hắc viêm chỉ tính là cái ngọn lửa nhỏ lời nói, vậy bây giờ cũng là một mảnh dung nham biển lửa. Liền xem như hắn thần chiếu cường giả. Cũng vẫn không có mảy may nơi đặt chân. Tựa hồ chỉ muốn dính một chút hắc viêm, liền có thể đem toàn thân hắn đốt sạch đồng dạng. Trận pháp này cùng lúc trước so sánh, quả thực cũng là cách nhau một trời một vực,
thậm chí cũng không dám để người tin tưởng là cùng một cái trận pháp. Một mặt mồ hôi lạnh nghiêng đầu đi, nhìn đến Lệ Kinh Thiên trong tay kết động ấn quyết, cái kia cung phụng run rẩy thân thể nói, Lệ lão, ngài làm sao lại trận pháp này trận quyết? Đồng dạng nghi hoặc, Lạc Vân Thường bọn họ cũng là trong lòng không hiểu. Cười âm hiểm hai tiếng, Lệ Kinh Thiên nhìn về phía cái kia cung phụng, trong mắt sát ý đột nhiên hiện, ngu ngốc, lão phu vừa mới không phải đã nói a, ngươi mắc lừa. Thực lão phu đem các ngươi đưa vào đến, chính là vì dùng trận pháp vây khốn các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hắc hắc hắc, ngươi vừa mới không phải còn ngại trận pháp này uy lực không đủ a, hiện tại lão phu khống chế, trận pháp này uy lực đủ sao? Hừ, đàng hoàng nói cho ngươi, lão phu cũng là người Lạc gia. Từ Lạc gia đại quản gia Trác Phàm, tự mình mời gia nhập liên minh Lạc gia trưởng lão. Cái gì? Lời vừa nói ra, chúng người thất kinh. Cái kia cung phụng càng là sớm đã dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng xám, kém chút ngất đi. Lạc Vân Thường bọn người, thì tất nhiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, quả thực không thể tin được đây là thật. Tuy nhiên Trác Phàm 2 năm trước lúc gần đi, nói là muốn cho bọn hắn Lạc gia chiêu mộ cường giả, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, triệu hồi đến cái mạnh mẽ như vậy cường giả. Thần chiếu cao thủ, ai ra, bọn họ Lạc gia trong nháy mắt theo một cái nhị tam lưu gia tộc, bay chạy thẳng lên sánh vai 7 thế gia, đây cũng quá khiến người ta thật không thể tin. Một phương diện khác, U Lão Lục 3 cái trưởng lão tiến vào phía đông độc long trận bên trong, nhất thời khí độc quanh quẩn, Nghiêm Chỉnh Lam vội vàng đưa lên một viên thuốc, đây là tị độc đan, chúng ta mỗi người nuốt một viên, làm bảo vệ không có việc gì. 2 người gật đầu một cái, vội vã ăn vào, tiếp lấy 3 người liền hướng 4 phía xem. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, 2 đạo mơ hồ bóng người thu vào bọn họ tầm mắt. 3 người thả mắt nhìn đi lúc, bên trong một người đại khái hơn 40 tuổi, tóc đen râu đen, bọn họ không thế nào quen thuộc, chỉ có đến từ Dược Vương Điện Nghiêm Chỉnh Lam, nhíu mày, cảm giác giống như đã từng quen biết. Mà một người khác, là cái đoán cốt cảnh tu vi thanh niên. Mọi người nhìn thấy hắn, không khỏi giật nảy cả mình. Vội vàng xuất ra U Minh truy sát lệnh tới một đôi, quả nhiên không sai, cũng là tiểu tử kia, Ma Vương Trác Phàm. Mà Trác Phàm tựa hồ cũng phát hiện 3 người, không khỏi nhẹ vỗ vỗ tay, cười to lên, ha ha ha. Các vị rốt cục đến, tại hạ chờ đợi ở đây đã lâu. Sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, 3 người liếc nhìn nhau, cũng bất giác có chút khổ bức. Phải biết, Trác Phàm thế nhưng là đại náo Hoa Vũ Thành, liền giết 3 đại cao thủ. Phế một vị luyện thể cao thủ thoát đi quái vật, 3 người bọn họ liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, huống chi còn tại người ta trong trận đầu. Nãi nãi, tiểu tử này hẳn là cung phụng bọn họ đi đối phó nhân vật A, làm sao lại để cho chúng ta đụng phải, sớm biết thì không đến sông cái này trận. Trong lòng 3 người ai thán, sắp khóc đi ra, bọn họ chỉ hy vọng cái kia 4 vị thần chiếu cao thủ nhanh điểm phá trận về sau, đến trợ giúp bọn họ. Thế nhưng là bọn họ chỗ nào lại biết, cái kia 4 cao thủ, một cái là Trác Phàm đã sớm xúi dục người, 2 cái đã triệt để treo, thì thừa 1 cái vùng vẫy dẫy chết. Chính mình còn nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo đây, đâu còn có thời gian dỗi để ý đến bọn họ. Tựa hồ nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm không khỏi mỉm cười cười một tiếng, các ngươi cứ yên tâm đi, bằng các ngươi điểm này cân lượng, lão tử còn khinh thường tại xuất thủ. Một hồi tránh thức muốn cùng các ngươi giao thủ, là chúng ta vị này đan phòng trưởng lão. Nói, Trác Phàm vỗ vỗ bên người Nghiêm Tùng, cười nói, Nghiêm lão, giao cho ngươi. Ha ha ha, Trác quản gia yên tâm, 3 tên này đều không phải là cái gì nhân vật thành danh, lão phu một người đủ để đối phó. Nghiêm Tùng cười lớn một tiếng, lần nữa thể hiện ra độc thủ Dược Vương phách lối khí diễm. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười cười. Quay người biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, U Lão Lục cái kia 3 người sắc mặt, lại là so lúc trước càng âm trầm đến rất nhiều. Cái gọi là sĩ có thể giết, không thể nhục, bọn họ xác thực thừa nhận, cho dù 3 người liên thủ, cũng chưa hẳn là Trác Phàm đối thủ. Thế nhưng là coi như thế, cái này Trác Phàm như thế khinh thị, y nguyên để trong lòng bọn họ tức giận. Lại nói, Trác Phàm lưu lại trung niên đại thúc này là ai? Thế mà cũng lớn lối như thế, còn ngại 3 người bọn họ không thành danh. Chúng ta cũng không biết ngươi nha là cái gì đây,
nghe đều chưa từng nghe qua, gặp cũng chưa từng thấy qua, thì dám ở trước mặt chúng ta trang bức, ngươi cho rằng ngươi là Trác Phàm sao? Hung hăng khẽ cắn môi, ba người liếc nhìn nhau, hung tợn nhìn về phía Nghiêm Tùng. Nghiêm Tùng không hề sợ hãi, trên mặt lộ ra một bộ thiếu ăn đòn biểu lộ. Lão đầu, xưng tên ra, ta U Lão Lục không giết vô danh chi bối. U Lão Lục âm trầm một khuôn mặt, lạnh lùng nói. Còn lại hai người, cũng đồng dạng một mặt sát khí nhìn về phía chỗ đó. Nhếch miệng cười một tiếng, Nghiêm Tùng trong mắt lóe lên một đạo tà dị ánh sáng, một mặt khoa trương nói, hừ, lão phu sợ báo ra tên đến, hoảng sợ phá các ngươi gan. Ồ, vậy chúng ta nhưng là phải xem thử xem, Lạc gia như thế cái tam lưu trong gia tộc, trừ Trác Phàm như thế cái quái thai bên ngoài, còn có thể ra cái gì tôm tép nhãi nhép đi ra, ha ha ha. Ba người liếc nhau, cùng nhau cười to lên, bên trong ý trào phúng, không che giấu chút nào. Ánh mắt khẽ híp một cái, Nghiêm Tùng khóe miệng xẹt qua một đạo lãnh ngạo đường cong, như vậy các ngươi thì cho lão phu móc sạch sẽ lỗ tai nghe kỹ, lão phu tên là Nghiêm Tùng. Cái gì? Tiếng cười im bặt mà dừng, ba người cùng nhau tròng mắt co rụt lại, bất khả tư nghị trừng lớn lấy tròng mắt nhìn về phía chỗ đó. Càng là đến từ Dược Vương Điện Nghiêm Chỉnh Lam, càng là tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Bọn họ cũng đều biết, Nghiêm Tùng tại Hoa Vũ Thành thế nhưng là bị Trác Phàm giết a, tại sao lại hội êm đẹp xuất hiện ở đây, hơn nữa còn trở thành Lạc gia đan phòng trưởng lão. Sau đó U Lão Lục cùng Lâm Như Phong đang run lên sau một lúc lâu, liền cùng nhau chuyển hướng Nghiêm Chỉnh Lam chỗ đó, bởi vì hắn cùng Nghiêm Tùng đồng xuất Dược Vương Điện, là quen thuộc nhất Nghiêm Tùng người. Nếu như đối phương thật sự là cái kia độc thủ Dược Vương, hắn chắc là liếc một chút có thể phân biệt ra tới. Cẩn thận dò xét rất lâu, Nghiêm Chỉnh Lam mới hít sâu một hơi, kêu lên sợ hãi, độc thủ Dược Vương, Nghiêm Tùng trưởng lão, vậy mà thật là ngươi. Lần này, được đến Dược Vương Điện trưởng lão chứng thực. U Lão Lục trong lòng hai người bất giác lại chấn một chút, sắc mặt ào ào lại ngưng trọng xuống tới. Khó trách lão nhân này dám công nhiên chế giễu bọn họ ba người này là không nhân vật thành danh, cùng độc thủ Dược Vương so ra, bọn họ thật là không thế nào thành danh a. Vì cái gì, người vì sao muốn mưu phản Dược Vương Điện, Nghiêm Tùng? Nghiêm Chỉnh Lam khóe miệng ria mép run run, hét lớn lên tiếng. Nghiêm Tùng lại là mỉa mai cười một tiếng. Lẩm bẩm nói, trước kia độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, đã tại Hoa Vũ Thành bị Trác Phàm giết, xem như bởi vì công chết, chết đúng chỗ. Hiện tại Nghiêm Tùng, là một cái trọng sinh Nghiêm Tùng, làm sao đến mưu phản câu chuyện. Còn nữa, lão phu không tại, độc thủ Dược Vương danh hào, các ngươi chẳng phải có cơ hội a? Hừ, đừng tưởng rằng lão phu không biết, lão phu tin chết truyền về Dược Vương Điện về sau, các ngươi đoán chừng đã bắt đầu gõ cái chiêng đốt pháo đi. Không khỏi lúng túng một chút, Nghiêm Chỉnh Lam giữ im lặng, không phản bác được. Thấy tình cảnh này, mọi người liền đã biết, Nghiêm Tùng đoán 8-9 phần 10 làm thật. Xem ra hắn tại Dược Vương Điện quan hệ nhân mạch còn thật không được tốt lắm, khó trách hắn hội mưu phản. Sờ mũi một cái, U Lão Lục ba người liếc nhìn nhau, trong mắt cùng nhau lóe qua một đạo tàn khốc. Hiện tại như là đã hoàn toàn vạch mặt, bọn họ liền không còn có lý do để Nghiêm Tùng cải tà quy chính. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ có triệt để đánh bại Nghiêm Tùng, mới có thể phá giải trận này. Bất quá, Nghiêm Tùng độc thủ Dược Vương hung danh, vẫn như cũ để bọn hắn trong lòng kiêng kỵ. Nghiêm Tùng lão nhi, cả đời ỷ vào độc công lợi hại. Lão phu cùng hắn đồng xuất một môn, đi đầu tiến lên cuốn lấy hắn. Hai người các ngươi tả hữu giáp công, tất lấy xét đánh chi thế đem đánh giết. Nếu để cho hắn trốn thất thải Vân La trưởng trong làn khói độc, cái kia sẽ rất khó làm gì được hắn. Nghiêm Chỉnh Lam cho U Lão Lục hai người đánh cái ánh mắt, nhỏ giọng truyền âm. Hai người khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Sau một khắc, nhưng gặp Nghiêm Chỉnh Lam mạnh mẽ dậm chân, tựa như một chi cách huyền chi mũi tên giống như, đột nhiên hướng Nghiêm Tùng bắn tới, nhất trưởng đánh ra. Chỉ một thoáng. Tử sắc xương độc như cùng một cái mãng xà giống như, phun lưỡi rắn, hướng Nghiêm Tùng cắn xé mà đi. Linh giai cao cấp vũ kỹ, độc la cát phân trường. Khóe miệng vạch ra cái lạnh lẽo đường cong, Nghiêm Tùng khinh thường bĩu môi, hừ, Nghiêm Chỉnh Lam, ngươi cái liền thất thải Vân La trưởng cũng không xứng tu luyện phế vật, cũng dám ở trước mặt lão phu dùng độc, thật là muốn chết. Vừa dứt lời,
Nghiêm Tùng đột nhiên nhất trưởng, bảy màu vân vụ trong nháy mắt hóa thành bảy đầu cự long, cuốn lên một cỗ bảy màu phong bạo, bỗng nhiên đem đầu kia tử sắc độc mãng xoắn thành phấn vụn, không có không chỉ trệ hướng Nghiêm Chỉnh Lam phóng đi. Hừ, đây mới là Dược Vương Điện chấn điện vũ kỹ, huyền giai vũ kỹ, thất thải vân la trưởng. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Nghiêm Chỉnh Lam cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, nhưng lại cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn biết, hắn vốn chính là muốn làm ra hy sinh. Đột nhiên, tiếng xé gió vang, U Lão Lục cùng Lâm Như Phong bóng người, trong nháy mắt xuất hiện tại Nghiêm Tùng hai bên trái phải. Nghiêm Chỉnh Lam mi đầu lắc một cái, nhếch miệng cười to, ha ha ha. Nghiêm Tùng, ngươi trúng kế. Không có trước đó trốn thất thải vân la trưởng trong làn khói độc, là ngươi lớn nhất thất bại. Lão Phu tuy nhiên không có tư cách tu luyện bộ vũ kỹ này, nhưng lớn nhất biết vũ kỹ này sơ hở. Một khi bị cận thân, không chết cũng muốn bới ra lớp ra. U Lão Lục cùng Lâm Như Phong, mắt thấy lập tức liền muốn được tay, cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Đường đường độc thủ Dược Vương bị bọn họ xử lý, sau trận chiến này, ai còn dám nói bọn họ là vô danh chi bối. Thế mà, Nghiêm Tùng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Ngay tại hai người cái kia mạnh mẽ nhất trưởng sắp tới người trước, lại là trong tay ấn quyết liên tục, hai tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng vân không. Phốc phốc, liên tiếp hai tiếng trầm đục phát ra, không lý do, hai đầu long đuôi đột nhiên từ lòng đất thoát ra, bỗng nhiên đem hai người thân thể một cuốn. U Lão Lục cùng Lâm Như Phong còn không có rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bọn họ nhất trưởng cách Nghiêm Tùng cũng chỉ có mảy may chi kém, lại là thân thể đột nhiên trì trệ, tiếp lấy tựa như cùng ném rác rưởi giống như, bị hung hăng vãi ra. Đụng một tiếng, rơi xuống ngoài 200 thước địa phương. Cùng một thời gian, cái kia bảy màu phong bạo cũng đụng vào Nghiêm Chỉnh Lam trên thân. Oanh! Nghiêm Chỉnh Lam bị đánh bay ngoài 100 thước. Nhìn không được phun ra một miệng máu tươi màu đen, toàn thân cao thấp đã là nhiễm lên bảy loại nhan sắc, hiển nhiên đã là bên trong cái kia thất thải vân la trưởng kịch độc. U Lão Lục cùng Lâm Như Phong bò người lên, chợt cảm thấy thân thể một trận suy yếu, cúi đầu nhìn qua, lại là sợ hãi cả kinh. Nguyên lai trên người bọn họ, cũng đã nhuộm dần một đạo lục mang, hiển nhiên độc tố nhập thể. Làm sao có thể, ba người không hẹn mà cùng nhau hô to lên tiếng. Nghiêm Tùng nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên quỷ dị ánh sáng, lẩm bẩm nói, Nghiêm Chỉnh Lam, người mồi này làm đến thế nhưng là không có chút nào giá trị a. Ngươi cho rằng Lão Phu không có thất thải vân la trưởng xương độc bảo hộ, cũng chỉ có thể mặc người thịt cá sao? Hắc hắc hắc, thế nhưng là ngươi đừng quên, nơi này chính là cấp 5 đại trận, từ Lão Phu khống chế độc long trận. Chỉ muốn ở chỗ này, Lão Phu bốn phía khắp nơi đều là có thể từ Lão Phu muốn gì cứ lấy xương độc. Muốn ám toán Lão Phu, hừ, môn cũng không có. Vừa dứt lời, Nghiêm Tùng bỗng nhiên một kết ấn. Giống. Bảy đạo long ngâm huyết dài, nhưng nghe ầm ầm nổ vang thanh âm, sẽ Nghiêm Trị lỏng lòng bàn chân đột nhiên thoát ra bảy đầu cao 100 trượng có thừa thất sắc thải long. Mà lại mỗi một con rồng trong miệng, đều hiển lộ lấy tanh hôi độc nha. Nếu như bị bọn họ quấn lên, coi như không bị cắn xé tới chết, cũng sẽ trong nháy mắt độc tố nhập thể. Bị kịch độc từ từ thôi chết. Mắt thấy ở đây, ba người không khỏi trong lòng hoảng hốt. Nghiêm Tùng bản thân liền đã thực lực kinh người, là hoàn toàn xứng đáng độc phương. Thế nhưng là ở chỗ này, có cái này cấp 5 đại trận phụ trợ, cái này độc thủ Dược Vương càng là như hổ thêm cánh, thực lực lật đếm không chỉ gấp 10 lần. Đừng nói là bọn họ, coi như thần chiếu cường giả vào trận, đoán chừng cũng rất khó cùng cái này độc vương đối kháng. Trong lúc nhất thời, ba người tâm triệt để chìm đến đáy cốc, trong mắt thậm chí dần hiện ra từng đạo vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy ở đây, Nghiêm Tùng im lặng ngửa mặt lên trời cười cười, dường như Hoa Vũ Thành cái kia không ai bị nổi phách lối ma đầu, độc thủ Dược Vương lại trở về đồng dạng. Cái gì đến mức hiện tại Nghiêm Tùng, trong lòng cuồng vọng so trước kia càng sâu. Bởi vì lưng tựa cái này cấp 5 đại trận, hắn tại nơi này chính là thần đồng dạng tồn tại. Coi như cái kia thần chiếu cường giả đến, lại có thể thế nào? Ha ha ha! Một phương diện khác, tôn cha con cùng thái gia phụ tử rốt cục đi vào Hắc Phong Sơn dưới chân. Bởi vì bọn hắn không thể đằng không phi hành, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi cứng rắn chạy, đi tới nơi này lúc đã thở hồng hộc. Bất quá, khi bọn hắn nhìn về phía cái kia bốn đạo cột sáng lúc, y nguyên hồng quang đầy mặt,
trong mắt tản ra hy vọng chi sắc. Khụ khụ khụ, cung chúc Lục trưởng lão kỳ khai đắc thắng. Tôn gia gia chủ thở sâu, vội ho một tiếng, liền ôm quyền, hướng về kia quang trụ khom người 90 độ bái xuống. Tôn Vũ Phi nhìn thấy, trên mặt bất giác có chút kỳ quái, phụ thân, nơi này lại không người khác, ngài đây là làm cái gì? Ha ha ha, ngốc nhà đầu, Lục trưởng lão bọn họ lần này càn quét Lạc gia, tất nhiên đại thắng. Thế nhưng là những cao thủ kia hành động mau lẹ, là cha sợ dưới tình thế cấp bách, cung chúc đại thắng lúc, mất lễ phép, cho nên trước tạm luyện tập một chút, miễn cho đợi chút nữa có cái gì sai lầm. Tôn gia chủ cười nhạt một cái nói, Vũ Phi, ngươi cũng cùng là cha cùng một chỗ luyện tập, miễn cho ngươi xảy ra sự cố. Không khỏi bĩu môi, Tôn Vũ Phi trên mặt lộ ra căm ghét chi sắc. Cung chúc lệ lão, đại thắng mà về. Đột nhiên, Thái Vinh cũng là hướng về phía trước xa xa cúi đầu, đợi đứng người lên về sau, khinh thường liếc Tôn gia chủ liếc một chút, cười khẩy nói, nếu là muốn tìm nơi nương tựa, tự nhiên là tìm nơi nương tựa tối cường giả. Lệ lão chính là đế vương môn cung phụng, chỉ muốn lấy được lão nhân gia ông ta niềm vui, liền cái gì cũng có. Hắc hắc hắc, Hiếu Đình, đến cùng cha luyện tập. Thái Vinh cười vỗ vỗ Thái Hiếu Đình bả vai, Thái Hiếu Đình lập tức cười híp mắt chiếu vào cha hắn bộ dáng bái hạ. Để Tôn Vũ Phi lần nữa nhịn không được một trận xem thường. Tôn gia chủ kiến, không khỏi suy cười ra tiếng, Thái gia chủ, nếu không ta nói ngươi không kiến thức. Bất quá cũng khó trách, ngươi không có cùng bảy thế gia chiều sâu tiếp xúc qua, tự nhiên không biết. Cái này cung phụng tuy nhiên mạnh, nhưng là trong gia tộc là không để ý tới tục sự. Chỉ có trưởng lão, mới nắm giữ lấy quản lý gia tộc quyền lực. Cho nên cái này vuốt mông ngựa, còn phải đập trưởng lão. Bởi vì chỉ có bọn họ, mới có thể để cho ngươi trở thành bảy thế gia phụ thuộc gia tộc. Tôn gia chủ liếc xéo Thái Vinh liếc một chút, mặt hiện lên tốt sắc. Thái Vinh nhướng mày, sờ sờ rear map, rơi vào trong trầm tư. Lúc này, một đạo khoan thai thanh âm đột nhiên truyền đến, vuốt mông ngựa loại sự tình này, đập đến tốt, đương nhiên tốt, đập không tốt, cũng có khả năng rước họa vào thân cái nào. Tỷ như ngươi đập trưởng lão, không có đập cung phụng. Chẳng phải là đắc tội cung phụng. Nếu là đập cung phụng, không có đập trưởng lão, lại hội vắng vẻ trưởng lão. Ai, thật sự là lưỡng nan a, không bằng hai cái cùng một chỗ đập, coi như vô công, nhưng cũng không qua a. Có đạo lý. Thái Vinh cùng Tôn gia chủ sững sờ, liếc nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền kịp phản ứng, cái này người lên tiếng là ai? Sau đó quay đầu nhìn qua. Thế nhưng là không nhìn còn khá, xem xét lại là để bọn hắn nhìn không được hít sâu một hơi, kêu lên sợ hãi Trác. Trác, Trác Phàm, người tại sao lại ở chỗ này? Khoan thai tự đắc chuyển qua đầu, chẳng biết lúc nào, Trác Phàm đã là song song cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, như vậy tự nhiên, dường như cùng bọn hắn cùng đi giống như, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Ha ha ha, chớ khẩn trương, ta giống như các ngươi, cũng là tới làm cái quần chúng. Trác Phàm hơi hơi khoát khoát tay, mặt bên trên tán phát ra hồn nhiên nụ cười. Chỉ là cái nụ cười này, theo người khác, lại là như thế băng lãnh. Bọn họ ai cũng biết, bao quát đế vương môn ở bên trong tứ đại thế gia đến đây, cũng là chuyên môn vì Trác Phàm mà đến. Thế nhưng là giờ này khắc này, cái kia bốn nhà trưởng lão cung phụng ở bên trong phá giải hắn lưu lại đại trận. Hắn đổ tốt, một người đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt. Tôn Thái hai nhà bốn người, liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Trác Phàm lúc, luôn có loại Trác Phàm đem bảy thế gia đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, thâm bất khả trắc. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Thái Vinh một mặt thấp thỏm thử dò xét nói Trác. Trác Phàm, lão phu nể tình chúng ta đã từng đều vì Lạc gia hiệu lực phân thượng, khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là mau trốn đi. Bằng không chờ những cái kia cung phụng trưởng lão phá trận mà ra lúc. Người coi như muốn chạy trốn cũng trốn không. Há, nghĩ không ra Thái trưởng lão mưu phản Lạc gia về sau, còn quan tâm ta như vậy cái này quản gia a, ha ha ha, thật là khiến người cảm động. Trác Phàm lông mày nhíu lại, chế nhạo nói. Thái Vinh mặt mo đỏ ửng, biết hắn tại châm chọc chính mình, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ là trầm ngâm một trận, tận tình khuyên bảo nói ai, Trác Phàm, Lạc gia sẽ có hôm nay tai ương, đều là ngươi một tay tạo thành. Ngươi còn trở về làm gì? Lão phu niệm tình ngươi tài hoa, khuyên ngươi sớm đi rời đi thì tốt hơn,
miễn cho trắng trắng lầm tính mạng mình. Thái Vinh nói đến thành khẩn, nhưng ý tứ vẫn là muốn để Trác Phàm mau mau rời đi. Đối mặt Trác Phàm cái này để bảy thế gia cũng nhức đầu ma vương, hắn cái này đã từng tam lưu gia tộc gia chủ, thế nhưng là tâm lý không chắc, bằng không lời nói, sớm liền đi tới đem hắn cầm xuống lập công. Điểm này, Tôn gia chủ trong lòng cũng rõ ràng. Bất quá hết lần này tới lần khác có người tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhìn không thấu bên trong đạo lý. Thái Hiếu Đình ưỡn ngực một cái, đứng ra quát to: cha, ta nhìn hắn bất quá đoán cốt ngũ trọng mà thôi, ngài cùng Tôn bá bá liên thủ, nhất định đem hắn cầm xuống, còn khách khí làm gì? Cầm đầu hắn, đi hướng bảy thế gia tranh công, chúng ta chẳng phải cá chép vượt long môn a, ha ha ha. Im miệng, ngu ngốc, người biết cái đếch gì? Thái Vinh bỗng nhiên chừng một cái hắn, mắng to lên tiếng. Tôn gia chủ cũng là khinh thường bĩu môi, Trác Phàm có thể làm cho bảy thế gia coi trọng như vậy, tuy nhiên hắn không hiểu là vì cái gì, nhưng giống bọn họ dạng này lão hồ ly, biết bên trong tất có kỳ quặc. Cho nên tại làm rõ ràng trước đó, bọn họ nhưng là không dám tùy ý xuất thủ, miễn cho đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Trác Phàm thì là lông mày nhíu lại, hí ngược lên tiếng, ồ. Bắt ta đầu hiến bảy thế gia, cũng là ý kiến hay. Không không không, chúng ta tuyệt không ý này. Vội vã khoát khoát tay, Thái Vinh chặn lại nói, Hiếu Đình đứa nhỏ này còn không hiểu chuyện, lão phu cam đoan với ngươi, nể tình trước kia phân tình, tuyệt không đối địch với ngươi, ngươi vẫn là nhanh thoát đi chỗ thị phi này đi. Nếu như chờ cái kia cung phụng trưởng lão đi ra, ngươi thật là đi không? Ha ha ha, bọn họ đi ra. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm một mặt cuồng ngạo nói, lão tử trận pháp lão tử tự nhiên rõ ràng, nếu là bên trong có thể chạy ra một người, lão tử đem đầu. Đụng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, một bóng người bỗng nhiên theo cái kia độc long trận bên trong xông tới, toàn thân đều là bị các loại nhan sắc nhuộm dần. Bờ môi đỏ bừng, máu tươi màu đen càng không ngừng theo hắn trong thất khiếu chảy xuống. Tuy nhiên đã khuôn mặt biến dạng. Nhưng Thái Vinh vẫn như cũ nhận ra người này, không khỏi đại kêu ra tiếng, Dược Vương Điện. Nghiêm trưởng lão, gương mặt nhìn không được hung hăng quất một chút, Trác Phàm trong lòng thầm giận, hắn vừa mới còn tại nói ngoa trang bức, hiện tại trận kia bên trong liền chạy ra một người tới, đây không phải đánh hắn mặt a. Sau đó đè nén một cơn tức giận, trong nháy mắt đạp chân xuống, liền ngăn tại cái kia Nghiêm Chỉnh Lam trước mặt. Mà cái kia Nghiêm trưởng lão một mặt vẻ hoảng sợ. Đang muốn bỏ trốn mất dạng, đột nhiên nhìn đến xuất hiện trước mặt một người, không khỏi kinh hãi. Đợi sau khi thấy rõ, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Trác Phàm. Ngươi là làm sao đi ra? Khóe miệng nhìn không được run run, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng, nhưng là người nào đều có thể thấy được, trong mắt của hắn đè nén một cỗ ám hỏa. Lúng túng một miệng môi dưới, Nghiêm Chỉnh Lam toàn thân phát run ta. Ta thừa dịp Nghiêm Tùng không chú ý, xông ra tới. Ai, ngươi muốn chết ở bên trong tốt bao nhiêu, còn có thể lưu lại toàn thây. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo tàn khốc, tiếp lấy chợt nghe sấm sét nổ vang, sau lưng Lôi Vân Dực đột nhiên triển khai, hóa thành hai thanh lưỡi hái, tại Nghiêm Chỉnh Lam trước mặt trong nháy mắt xẹt qua ba đạo. Sau một khắc, Nghiêm Chỉnh Lam trừng lớn lấy hai mắt biểu lộ y nguyên treo ở trên mặt. Nhưng là toàn bộ thân thể lại là đã soạt một tiếng, hóa thành sáu khối khối xác rơi xuống mặt đất, máu tươi cùng nội tạng rơi là tả trên đất. T. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Thái Vinh bọn họ mắt thấy cảnh này, không khỏi tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại bọn hắn mới biết được, vì sao bảy thế gia đối Trác Phàm coi trọng như vậy. Đối mặt Dược Vương Điện trưởng lão, thiên huyền cao thủ, Trác Phàm thế mà đem hắn trong nháy mắt toái thi. Mặc dù nói trưởng lão kia đã trọng thương tại thân, nhưng đó cũng là thiên huyền cao thủ a, đây là một cái bình thường đoán cốt cảnh có thể làm ra tới sự tình sao. Thái Hiếu Đình bất giác dưới đùi mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Nhớ tới vừa mới hắn buông thả chi từ, hắn đều hận không thể hung ác giúp chính mình hai miệng rộng. Để cho mình cha đi đối phó loại quái vật này, đây không phải cho lão tử mua quan tài, chuyên môn cho hắn đưa ma a. Thái Vinh cùng Tôn gia chủ lẫn nhau nhìn xem, sớm đã là một thân mồ hôi lạnh. May mắn bọn họ cái này hai lão hồ ly đầy đủ cẩn thận, không có lỗ mãng làm việc, nếu là thật coi Trác Phàm là thành cái đoán cốt ngũ trọng cảnh đi động thủ,
hiện tại cái kia Nghiêm trưởng lão hạ tràng, cũng là bọn họ tấm gương. Hưu, lần nữa trở lại trước người bọn họ, Trác Phàm trên mặt bất giác lộ ra có chút xấu hổ, Vừa mới ta nói chuyện, coi ta không nói. Các ngươi, còn nhớ rõ sao? Ách, không nhớ rõ, không nhớ rõ, Trác quản gia chỗ nào nói lời gì a? Ha ha ha. Đúng a, lão phu gần nhất nghĩnh ngáng, cái gì đều nghe không được. Thái Vinh một đoàn người đầu như trống lúc lắc giống như, vội vàng lắc đầu, tương đương thức thời, Trác Phàm thỏa mãn gật đầu mỉm cười. Lúc này, hưu một tiếng, lại một bóng người theo độc long trận bên trong sông ra, lại chính là độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng không thể nghi ngờ. Hắn nhìn chung quanh một chút, đợi nhìn đến đã bị toái thi Nghiêm Chỉnh Lam, cùng chính là một mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn Trác Phàm lúc, liền đã minh bạch hết thảy. Không khỏi ngượng ngùng gãi đầu một cái, Nghiêm Tùng vội vàng đi vào Trác Phàm trước mặt, khờ cười ra tiếng, ha ha ha. Đa tạ Trác quản gia giúp ta thu thập cái này cá lọt lưới, bằng không lão phu còn muốn phí chút thủ đoạn. Nghiêm lão, lấy người bản sự cũng có thể khiến người ta theo trong trận chạy ra đến. Trác Phàm lông mày nhíu lại, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Nghiêm Tùng đầu không cảm thấy co lại, khiếp nhược nói, Trác quản gia, lão phu vừa mới là có chút phớt lờ, lại thêm lão tiểu tử kia vốn là cũng là luyện đan sư, cho nên. Nghiêm lão, người có biết hay không vừa mới ta chính cùng đám người này đánh cược, nói người nào cũng không thể theo cái này trong trận đi ra, bằng không liền đem đầu. Ha ha ha, người cảm thấy ta cái kia cầm người nào đầu. Không chút nào nghe hắn giải thích, Trác Phàm chỉ là mắt lạnh nhìn hắn. Thình lình đánh cái run rẩy, Nghiêm Tùng cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Trác quản gia đang cùng người khoác lác đánh cái rắm, hắn cứ như vậy mang ra hắn đài, việc quan hệ thể diện sự tình, khó trách hắn hội tức giận như thế. Trầm ngâm một trận, Nghiêm Tùng nhìn về phía những người kia, lộ ra tàn nhẫn nụ cười, Trác quản gia, việc này dễ làm. Không phải liền là đầu a, đây không phải có bốn cái mới mẻ đầu lâu sao? Nói tốt, bọn họ chết, ta khoác lác sự tình cũng sẽ không bị người ta biết, mặt mũi cũng bảo trụ. Không sai, không sai. Nghiêm Tùng tươi cười rạng rỡ, liên tục gật đầu. Thái Vinh bốn người thì là dọa đến sợ đến vỡ mật, vội vàng quỳ xuống dập đầu, xin tha mạng. Đồng thời trong lòng oán thầm, cái này mẹ hắn đều là ai a, hoàn toàn không giảng đạo lý a. Thế nhưng là bọn họ không biết, những thứ này hung danh bên ngoài ma đầu theo ngươi giảng đạo lý, bọn họ liền sẽ không có những cái kia làm cho người kinh khủng hung danh. Không khỏi bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm khoát tay một cái nói, tính toán, không hù dọa bọn họ, đều là chút tiểu nhân vật. Nghiêm lão, hai người kia đâu? Đều đã chết, Nghiêm Tùng nghiêm mặt nói. Gật gật đầu, Trác Phàm chỉ bốn người này nói tốt, vậy ngươi đem bọn họ trước giam lại lại nói. Mấy người này mệnh, ta muốn lưu cho tiểu tử thúi kia đến xử lý. Cũng nên dạy một chút hắn, như Hà Đương gia chủ. Vâng. Độc thủ Dược Phương gật đầu một cái, liền chỉ một ngón tay, đem tất cả mọi người giam cầm, tiếp lấy vung lên ống tay áo, liền mang theo bốn người lần nữa tiến vào độc long trận bên trong. Ông! Lúc này, lại là một cơn chấn động vang lên, phương Nam Hắc Viêm từng trận cửa mở ra, Lạc Vân Thường bọn người từ bên trong đi tới, Lệ Kinh Thiên thì là khoan thai theo sau lưng. Gặp tất cả mọi người không có việc gì, Trác Phàm thở dài ra một hơi, đến tận đây. Trận đại chiến này cuối cùng kết thúc. Trác đại ca. Nhìn thấy Trác Phàm, Lạc Vân Hải không khỏi kinh hô một tiếng, ba chân bốn cẳng đi vào trước mặt hắn, bỗng nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn. Kích động nước mắt, đã là trong nháy mắt ướt nhẹp áo quần hắn. Trác Phàm gật đầu mỉm cười, đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm. Ngẩng đầu thấy lại hướng về phía trước, Lôi Vân Thiên cùng Bàng thống lĩnh cũng là một mặt kích động nhìn về phía hắn. Hướng hai người khẽ gật đầu ra hiệu, Trác Phàm liền đem ánh mắt nhìn về phía Bàng thống lĩnh, cười to lên, ha ha ha. Lão Bàng, người còn chưa có chết à, ta lòng rất an ủi. Bàng thống lĩnh biết hắn nói tới ý tứ, đồng dạng cười to lên, ha ha ha, Trác quản gia, lão Bàng ta cho dù chết, cũng là vì Lạc gia chiến tử, tuyệt không có khả năng sẽ tu luyện chết đi, như thế không có tiền đồ. Trác Phàm cùng Bàng thống lĩnh lại liếc nhau. Đồng thời lần nữa cười to lên. Đón lấy, Trác Phàm hàng đầu lại chuyển hướng một bên Lôi Vũ Đình, cười nói, Lôi cô nương, ta trước khi đi để ngươi huấn luyện người, thế nào?
trong mắt không khỏi ngưng tụ, Lôi Vũ Đình ba một tiếng, vung tay liền cho Trác Phàm một cái vang dội cái tát. Trác Phàm không khỏi khẽ giật mình, tâm lý choáng váng. Đây là có chuyện gì, hắn nói sai lời gì sao? Thế nhưng là lại nhìn về phía Lôi Vũ Đình lúc, lại chỉ thấy nàng hai mắt đã tràn đầy nước mắt. Đáng chết hỗn đản, vừa thấy mặt thì sách trong nhà sự tình, người liền sẽ không trước nói hai câu quan tâm lão nương lời nói a. Lôi Vũ Đình cơ hồ là kéo lấy giọng nghẹn ngào hô to lên tiếng. Trác Phàm nháy mắt mấy cái, trong lòng suy nghĩ, giống như thật là như thế cái lý nhi. Sau đó chỉnh một chút khuôn mặt, cười nói, ha ha ha. Lôi cô nương, gần nhất được chứ? Ba. Không lý do, lại là một cái vang dội bàn tay tát tại trên mặt hắn. Trác Phàm không khỏi sững sờ, hoàn toàn che kín. Đây là có chuyện gì, lão tử đều đã ân cần thăm hỏi ngươi a, chẳng lẽ còn lại muốn ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi a? Ai ngờ Lôi Vũ Đình hận hận nguyết hắn một cái, hiện tại mới nhớ tới quan tâm lão nương, muộn. Thân thể không khỏi một cái lảo đảo, Trác Phàm kém chút một miệng lão huyết không có phun ra ngoài. Cái này nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển, hắn thật sự là nhìn không thấu a. Bọn người người gặp này, lại tất cả đều cúi đầu trộm cười rộ lên. Lệ Kinh Thiên càng là nhìn không được cười lên, nghĩ không ra hướng này giảo quyệt Trác quản gia, cũng có xương sườn mềm a. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài một hơi, không để ý tới nàng nữa. Nếu không lão tử không nói lời nào, được thôi. Đúng lúc này, đám người dần dần tản ra. Trác Phàm nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy Lạc Vân Thường nện bước phí thời gian tốc độ, trắng xám nghiêm mặt gò má đi vào trước mặt hắn. Trác Phàm nhướng mày, lẩm bẩm nói, đại tiểu thư, người thụ thương. Không có trả lời hắn lời nói, Lạc Vân Thường chỉ là chăm chú nhìn hắn hai mắt, phảng phất muốn nhìn vào hắn nội tâm một dạng. Rét lạnh hai tay chậm rãi xoa hắn hai gò má, trong mắt đã kích động, lại vui mừng, thì thào lên tiếng, Trác Phàm, hoan nghênh về nhà. Tiếng nói vừa dứt, Lạc Vân Thường liền hai mắt tối đen, đổ vào bộ ngực hắn trước. Đại tiểu thư, mọi người quýnh lên, đuổi bước lên phía trước xem. Trác Phàm thì là kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, ngây người. Lạc gia, hắn một mực làm thành là sau khi hắn sống lại gia tộc. Nhưng lại chưa từng có nghĩ tới, đây là hắn, nhà. Chỉ là tại Lạc Vân Thường xuất khẩu một sát na kia, lòng hắn phòng lại là nhìn không được động một cái, có cô ấm áp đồ vật chảy ra. Sáng sớm, một luồng ôn hòa ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ, vùng vãi tại phấn hồng sắc vải mỏng man trong khuê phòng. Lạc Vân Thường mí mắt hơi hơi run run, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Chỉ là cái kia chói mắt ánh sáng mặt trời. Lại không khỏi làm nàng hai mắt mị mị. Lạc tiểu thư, ngài tỉnh. Một tiếng kêu sợ hãi phát ra, Lạc Vân Thường bất giác quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Lôi Vũ Đình thiếp thân nha hoàn Tiểu Thúy, chính là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy nàng, trong tay còn bưng một chén nóng hôi hổi nước dùng. Lạc Vân Thường suy yếu chỉ đứng người dậy, muốn đứng dậy, Tiểu Thúy vội vàng đem chén kia nước dùng thả ở bên cạnh trên mặt bàn, đi vào bên người nàng, đem nàng đỡ dậy. Lạc Vân Thường cảm kích hướng nàng gật gật đầu, cười nói, Tiểu Thúy, Lôi tỷ tỷ đâu? Há, tiểu thư đang cùng Trác quản gia bọn họ cùng một chỗ khai hội. Cho nên nàng để cho ta tới chiếu cố ngài, ngài nhìn, tiểu thư của chúng ta còn cố ý dặn dò nô tỳ cho ngài hầm canh sâm. Trác Phàm, giống như hoàn toàn không có nghe được nàng đang nói cái gì, Lạc Vân Thường thân thể run run, dường như đang nhớ lại cái gì. Khóe miệng cũng chậm chậm lộ ra mừng rỡ nụ cười, đúng vậy a, hắn trở về, ta muốn đi tìm hắn. Ai, chờ một chút, Lạc tiểu thư, ngài thân thể như thế suy yếu, vẫn là trước tiên đem cái này sâm canh uống đi, Trác quản gia hắn chạy không. Ta quản chẳng phải nhiều, ta muốn gặp hắn. Lạc Vân Thường mặt bên trên tán phát lấy vẻ kích động, dường như suy yếu thân thể thoáng cái khôi phục đồng dạng, lập tức xuống giường đi ra ngoài. Tiểu Thúy bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải theo phía trước đi nâng, sợ nàng lại có cái sơ suất. Không có bao nhiêu công phu, hai người liền tới đến Hắc Phong Sơn đại thính nghị sự trước, từ bên trong lúc này truyền đến Trác Phàm cái kia thanh âm quen thuộc. Lôi trưởng lão, ngài tu luyện được thế nào? Trác Phàm một bên liếc nhìn từng cái sách nhỏ, phảng phất tại kiểm toán, một bên rằng giặc hỏi. Lôi Vân Thiên trần chờ một hồi, ngượng ngùng nói, lão phu ngu dốt. Hai năm qua đều chưa từng đột phá nhất trọng tu vi,
bất quá gần nhất ta đã có muốn đột phá cảm giác. Xác thực đầy đủ ngu dốt. Không chờ hắn nói hết lời, Trác Phàm đã là lạnh lùng lên tiếng, nhưng một đôi lãnh mâu lại không chút nào nhìn hắn, chỉ là chằm chằm trong tay sổ tại lật xem, bất quá cái này cũng không trách ngươi, lấy ngài tư chất xác thực rất khó có đột phá. Lôi Vân Thiên bất giác chỉ trệ, lúng túng cười khổ một tiếng. Cái này Trác quản gia thật đúng là nói thẳng thẳng ngữ, không có chút nào lưu thể diện a. Lôi Vũ Đình gặp nghĩa phụ chịu nhục, có chút tức không nhịn nổi, bất giác giận vỗ bàn mắng, Trác Phàm, người cái này có ý tứ gì? Người vừa đi hơn 2 năm, Lạc gia đều là chúng ta tại chống đỡ, người vừa về đến thì bắt bẻ. Còn có ngươi. Thế mà, không đợi nàng thoại âm rơi xuống, Trác Phàm đã là hất lên cái kia sổ, ném tới trước mặt nàng, lạnh lùng nói, hôm qua ngươi nói ta vừa về đến, ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền trực tiếp hỏi đến trong nhà sự tình, không nể tình. Tốt, hôm qua ta thì cái gì cũng không nói, xem như cùng mọi người ôn chút chuyện. Như vậy hôm nay, ta có thể thực hiện đại quản gia quyền lực đi. Nhẹ nhàng liếc nàng một cái, Trác Phàm chỉ cái kia quyển sổ nói, 2 năm trước ta để ngươi tổ chức ám ảnh đội, một phương diện làm vì gia tộc tiềm ẩn lực lượng, một phương diện khác làm vì gia tộc ánh mắt lỗ tai, tìm hiểu thiên vũ tin tức. Thế nhưng là ngươi xem một chút, vì sao chúng ta Lạc gia điểm liên lạc, đều là một số tiểu thành trạm nhỏ. Đừng nói là đế đô, liền 7 thế gia chủ yếu thành trì đều không âm thầm vào đi. Hừ, ngươi cho rằng trà trộn vào chỗ đó rất dễ dàng sao? Không khỏi lạnh hừ một tiếng, Lôi Vũ Đình cả giận nói, lão nương đã phái không dưới 10 đợt người đi U Minh Cốc chủ yếu thành trì, lại tất cả đều bị bắt tới. May mắn bọn họ là tử sĩ, một bị phát hiện thì khẳng khái chịu chết, không phải vậy U Minh Cốc người 1 năm trước thì tới chỗ này. Hả, vậy sao ngươi không nhìn ta, ta là làm sao trà trộn vào Hoa Vũ Thành? Trác Phàm lông mày nhíu lại, cười khẽ một tiếng. Lôi Vũ Đình khẽ cắn môi, phát ra trận trận cười lạnh, ngươi không đề cập tới việc này, lão nương đều kém chút quên. Trác quản gia vì gia tộc bôn ba sau khi, vẫn không quên bốn phía lưu tình, thật sự là phong lưu tiêu sái rất cái nào. Nếu như ta thủ hạ những người kia có thể có Trác quản gia một nửa bản sự, đừng nói là 7 thế gia, đế đô hiện tại cũng lăn lộn đi vào đi. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đó cũng là vì gia tộc xuất lực. Trác Phàm sờ mũi một cái, từ chối cho ý kiến. Bàng thống lĩnh nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng đi ra hòa giải, sợ bọn họ lại tiếp tục nhao nhao đi xuống, ha ha ha. Lôi cô nương chỉ sợ là hiểu lầm, Trác huynh đệ làm việc luôn luôn thâm bất khả trắc. Có lẽ ngoại giới loại kia loại nghe đồn, là Trác huynh đệ có thâm ý khác đâu. Ngươi nhìn, Trác huynh đệ chẳng phải như lúc trước chỗ nói, cho chúng ta tìm trở về 2 vị cao thủ sao? Còn có ngươi, lão Bàng. Thế nhưng là, còn không đợi Lôi Vũ Đình lên tiếng, Trác Phàm đã là quay đầu nhìn về phía hắn. Thình lình một cái thông minh, Bàng thống lĩnh ửng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, duỗi lên tay áo chà chà mồ hôi lạnh trên trán, rốt cục vẫn là đến phiên hắn. Chỉ sợ bọn họ người nào cũng sẽ không nghĩ tới, lúc trước gây dựng lại Lạc gia lúc, đợi mọi người nho nhã lễ độ Trác Phàm, lúc này chính thức thực hiện đại quản gia chức trách lúc, lại là như thế khắc nghiệt. Mà Bàng thống lĩnh bởi vì tu luyện ma sát quyết, một thân sát khí, theo người khác cũng là càng ngày càng hung sát. Nhưng lúc này đối mặt Trác Phàm, lại là như cùng một cái gặp miêu lão chuột giống như, run lẩy bẩy. Coi như lúc trước hai người bọn hắn tốt cùng thân huynh đệ đồng dạng, Bàng thống lĩnh đối mặt Trác Phàm hùng hổ dọa người, vẫn là ngăn không được run sợ. Ai biết tiểu tử này, lại muốn từ trên người hắn lấy ra cái gì mau bệnh. Ách, huynh đệ, ta. Làm xong, thế mà, Trác Phàm cũng không có đâm hắn, ngược lại là lộ ra một khuôn mặt tươi cười, điều này không khỏi làm hắn vui mừng quá đỗi. Nhưng là người khác lại có chút mộng, cái này Bàng thống lĩnh đến tột cùng làm gì, thì làm xong. Chúng ta không so hắn làm thiếu a. Trác Phàm nhếch miệng lên, tiếp tục nói bổ sung, thực lúc trước cho ngươi ma sát quyết lúc, không nghĩ tới ngươi có thể còn sống luyện thành. Hôm nay có thể nhìn thấy ngươi còn sống, liền đã vượt qua ta mong muốn. Mồ hôi, đã như vậy, người khi đó làm gì cho ta cái kia công pháp? Bàng thống lĩnh gương mặt không khỏi hung hăng rút rút, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, không biết nên vui hay là nên hận. Nguyên lai người khi đó, căn bản là không có nghĩ đến ta có thể còn sống a. Tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng,
Trác Phàm vỗ vỗ bả vai hắn, cười lớn một tiếng, ha ha ha. Bất quá ngươi yên tâm, từ đó về sau, ngươi đã thoát thai hoán cốt, ngày sau tất vì Lạc gia không có thể thay thế cột trụ một trong. Bàng thống lĩnh trong mắt ngưng tụ, hung hăng gật gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Có thể chung thân thủ hộ Lạc gia, đây chính là hắn vĩnh viễn không thay đổi mục tiêu. Đem một đám thủ hạ từng cái phê bình một phen, Trác Phàm liếc mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia nho nhỏ bóng người. Chính không có việc gì Lạc Vân Hải, đột nhiên nhìn đến cái ánh mắt này, không khỏi thân thể lắc một cái, trong lòng bỗng nhiên phát lên một cỗ cảm giác nguy hiểm, phảng phất là bị rắn độc để mắt tới một dạng. Hắc hắc hắc, Trác đại ca, ta vẫn chỉ là đứa bé, cầu buông tha. Lạc Vân Hải nhìn về phía Trác Phàm, lộ ra điềm đạm đáng yêu ánh mắt, như cùng một con đáng yêu con mèo nhỏ tại tranh thủ đồng tình. Đáng tiếc, Trác Phàm cái này ma quỷ, lớn nhất không để mình bị đẩy vòng vòng. Khóe miệng một phát, Trác Phàm cười lạnh, giống như cửu u ác quỷ đồng dạng, nhìn chằm chằm cái này tiểu thiếu gia nói, số tiểu tử, tu vi như thế nào a? Người đây không phải biết rõ còn cố hỏi a, lấy ngươi nhãn lực không nhìn ra được sao? Lạc Vân Hải đầu đầy mồ hôi lạnh, rực rỡ tiếng cười nói ách, Trác đại ca, ta đã trúc cơ tầng 9, lập tức liền muốn đột phá tụ khí cảnh. Nói, hắn trả hướng bàng thống lĩnh mãnh liệt nháy mắt ra dấu. Lão bàng lập tức hiểu ngầm, chặn lại nói, Trác quản gia, cái này Vân Hải thiếu gia chỉ là tu luyện hơn 2 năm, thì đã đạt tới trúc cơ tầng 9, quả thật thiên tài chi tư a. Đúng vậy a, thật không tệ, như vậy mỗi ngày tu luyện bao lâu thời gian a? Trác Phàm gật gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn như cũ không thay đổi. Lạc Vân Hải con ngươi loạn động, lập tức duỗi ra ba cái đầu ngón tay đến, quát to, ba canh giờ. Bàng thống lĩnh sững sờ một trận, cũng lập tức gật đầu, không sai, Vân Hải thiếu gia về mặt tu luyện 10% chỉ. Tốt, vậy sau này thì lại thêm 7 canh giờ, tiếp cận cái chỉnh, một ngày tu luyện 50 canh giờ đi. Trác Phàm nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Nhưng là nói ra lời nói lại làm cho tất cả mọi người nhìn không được hít sâu một hơi. Một trời 12 canh giờ, liền để hắn tu luyện 50 canh giờ, đứa nhỏ này còn không bị tươi sống mệt chết. Lạc Vân Hải trợn mắt há hốc mồm mà há hốc miệng ba, quả thực không thể tin được đây là thật, trong mắt lệ quang chớp động, gào rú lên tiếng, đừng a, Trác đại ca, dạng này ta sẽ chết. Làm sao có thể, ta mỗi ngày đan dược cho ngươi đút, không chết. Mà lại thời gian dài, người thì quen thuộc, Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong lòng đúng là có một loại thoải mái cảm giác. Nhớ ngày đó hắn vừa tu luyện lúc, sư phụ hắn cũng là đối với hắn như vậy. Bờ môi nhịn không được run rẩy, Lạc Vân Hải nhìn lấy Trác Phàm, cơ hồ đều mang lên giọng nghẹn ngào, nhưng là cứ như vậy, ta một ngày cũng chỉ có 2 canh giờ thời gian nghỉ ngơi, còn làm sao có thời giờ đi chơi đây. Ai nói ngươi có 2 canh giờ thời gian nghỉ ngơi? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, ngươi chỉ có nửa canh giờ mà thôi, mặt khác một cái nửa canh giờ, ngươi còn muốn dùng đến sách. Nếu không về sau, ngươi biến đến vạm vỡ, đầu óc đơn giản, làm sao làm gia chủ? Lạc Vân Hải hai mắt khẽ đảo trắng, vô lực co quắp trên ghế, còn kém miệng sùi bọt mép. Bọn người, thì là trong lòng một trận thổn thức. Nguyên lai cái này Trác Phàm. Không những đối với bọn họ khắc nghiệt, đối như thế đứa bé cũng xuống đến trừ độc tay a, khó trách ngoại giới gọi hắn ma vương. Độc thủ Dược Vương cùng Lệ Kinh Thiên một mực ngồi ở chỗ này, lại cũng không lên tiếng, nhưng là nghe đến Trác Phàm quyết định, vẫn là không nhịn được liếc nhau, trong lòng phát lạnh. Đồng thời, hai người hơi có chút đồng tình nhìn về phía Lạc Vân Hải cái kia tên tiểu quỷ. Thật không biết tiểu quỷ này là hạnh, vẫn là bất hạnh. Đụng phải Trác Phàm như thế cái lãnh khốc quản gia ở phía sau nhìn chằm chằm, tiểu quỷ này mặc dù là Lạc gia người thừa kế, tuy nhiên lại không hề giống hắn người thừa kế như thế như chúng tinh phủng nguyệt phong cảnh, ngược lại rơi cái thê thảm tuổi thơ. Bất quá đồng dạng, có Trác Phàm như thế cái lãnh khốc quản gia thúc giục hắn, lại thêm tiểu quỷ này thiên phú không yếu, ngày sau thành tựu cũng tất nhiên bất khả hạn lượng. Vậy đại khái cũng là hắn, duy nhất may mắn chỗ đi. Về sau. Trác Phàm lại cùng mọi người bàn giao vài câu, liền để bọn hắn rời đi trước, chỉ để lại độc thủ Dược Vương cùng Lệ Kinh Thiên hai người. Còn Lạc Vân Hải, thì sớm đã hai mắt phô thần, ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm thấy toàn bộ thế giới đều vứt bỏ hắn. Tuổi còn nhỏ,
thế mà thì lộ ra tuyệt vọng như vậy thần sắc. Không tiếp tục đi để ý tới hắn, Trác Phàm khoan thai nâng chung trà lên bát, gõ nhẹ một chút, thản nhiên nói, đại tiểu thư, đã đến, vì sao không tiến vào. Nện bước nhẹ nhàng tốc độ, Lạc Vân Thường vẫy lui tiểu thúy, đi một mình tiến đến. Cái kia nhu tình hai con ngươi, như là muốn gạt ra nước đến giống như, nhìn chằm chằm Trác Phàm. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, đứng dậy, đại tiểu thư, thân thể tốt đi một chút sao. Không nói gì, Lạc Vân Thường chỉ là thẳng tắp nhìn lấy hắn, hơi hơi gật gật đầu. Trác Phàm thở sâu, bất giác có chút xấu hổ, vẫy tay, đem Lệ Kinh Thiên hai người gọi vào trước người, cười nói, ha ha ha. Đại tiểu thư, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này Nghiêm Tùng trưởng lão, về sau chính là chúng ta Lạc gia đan phòng trưởng lão. Vị này Lệ Kinh Thiên Lệ lão, chính là chúng ta Lạc gia chú trận trưởng lão. Có hắn canh giữ ở cái kia cấp 5 trận thức bên trong, đoán chừng rất khó có người đột phá. Không khỏi nháy mắt mấy cái, Lạc Vân Thường dường như mới phản ứng được, đuổi vội dịu dàng cúi đầu, hướng hai vị trưởng lão chào hỏi. Lúc trước trong mắt nàng, chỉ có Trác Phàm. Mà Lệ Kinh Thiên bọn họ, cũng là ôm một cái quyền, đáp lễ. Chỉ bất quá Lệ Kinh Thiên trong mắt ngạo sắc vẫn như cũ, độc thủ Dược Phương thì là một mặt mặt ủ mày cho bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm sắc mặt không cảm thấy nặng nề, thế nào, các ngươi hai cái giống như đều không nhiều nguyện ý a. Lệ Kinh Thiên không nói gì, độc thủ Dược Phương lại là nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm nói, Trác quản gia, người trước kia nói Lạc gia không phải như vậy a. Hôm qua chúng ta mới hiểu được, cái này Lạc gia liền một cái ra dáng trưởng lão đều không có, nhiều lắm là tại nhị lưu ở mép bồi hồi. Độc thủ Dược Phương nhấp nhẹ một chút miệng, thở dài. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng trèo lên cành cây cao, đây là một cái không thấp hơn 7 thế gia ẩn thế gia tộc. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này còn thật mẹ hắn là một cái tam lưu mặt hàng A. Lệ Kinh Thiên cũng là thở dài một hơi, hắn tuy nhiên cảm thán Lạc gia đồng lòng trung thần nghĩa sĩ, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cũng có chênh lệch. Mà lại cái này chênh lệch, cũng quá mẹ hắn lớn. Trác Phàm lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, thản nhiên nói. Lúc trước mời các ngươi đến thời điểm, ta liền không có nói Lạc gia có bao lớn quy mô. Mà lại miễn cưỡng tới nói, các ngươi cũng coi là tự nguyện. Thế nhưng là, Trác quản gia, ngài nói Lạc gia là thiên vũ mạnh nhất gia tộc. Vậy ngươi là trách ta đi. Không đợi độc thủ Dược Vương nói hết lời, Trác Phàm đã là gào thét mà ra, dọa đến độc thủ Dược Vương run một cái cũng không dám nữa nói một câu. Lạc Vân Thường thấy tình cảnh này, trầm ngâm một hồi. Lần nữa yêu kiều bái hạ, khẩn thiết nói, Lệ lão, Nghiêm lão, đầu tiên ta 10 phần cảm tạ hai vị thực lực như thế, còn nguyện ý thêm vào chúng ta Lạc gia. Ta cũng biết, Lạc gia là cái tiểu gia tộc, không xứng hai vị đại nhân vật như vậy tỏa chấn. Nhưng là mời các ngươi nhất định tin tưởng, có Trác quản gia, còn có các ngươi, Lạc gia nhất định sẽ càng ngày càng tốt, mà lại chúng ta Lạc gia cũng tuyệt không bạc đãi các ngươi. Nếu là như vậy các ngươi còn muốn rời đi lời nói. Vân Thường cũng tuyệt không ngăn cản, chỉ có thể nói chúng ta không có cái này phúc phận. Lạc Vân Thường ngôn từ khẩn thiết, độc thủ Dược Phương cùng Lệ Kinh Thiên lẫn nhau nhìn xem, trong lòng còn thật có tiếp xúc động. Các ngươi cái này hai cái lão gia hỏa, khác mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Thế mà, Lạc Vân Thường vừa dứt lời, Trác Phàm cái kia lạnh lẽo lời nói nhưng lại vang vọng tại bọn họ bên tai. Riêng là cùng Lạc Vân Thường cái kia chân thành như là tiên nữ giống như lời nói so sánh, Trác Phàm quả thực cũng là theo địa ngục leo ra ác quỷ, trong mắt đều lộ ra phệ nhân huyết mang. Các ngươi ngại Lạc gia yếu, vậy ta có thể cùng các ngươi cam đoan, chỉ cần lão tử tại, không ra 5 năm, Lạc gia liền có thể cùng 7 nhà cân bằng. Ít nhất 10 năm, triệt để siêu việt 7 nhà. Nếu như các ngươi muốn rời đi, hừ hừ, Lạc gia cửa lớn, tiến đến dễ dàng. Ra ngoài lời nói, thì cho lão tử nằm ngang đi ra. Trong lòng nhịn không được run lên, Lệ Kinh Thiên cùng độc thủ Dược Vương đều có thể nghe ra Trác Phàm lời nói bên trong nồng đậm sát ý. Hơn nữa nhìn hắn trước kia phong cách, thật đúng là nói động thủ thì chưa từng có chần chờ qua. Nếu thật đem cái này ma vương chọc giận, có lẽ hôm nay cũng là bọn họ ngày rỗ. Cái trán bất giác chảy ra tinh mịn mồ hôi, Lệ Kinh Thiên cùng độc thủ Dược Vương lẫn nhau nhìn xem. Vội vàng một gối quỳ xuống, hướng hai người nói, đại tiểu thư, Trác quản gia xin thứ tội,
chúng ta vừa mới nhất thời nói đùa, các ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Lạc Vân Thường không khỏi kinh hãi, nàng liền xem như đại tiểu thư, lại chỗ nào có thể chịu đựng được lên trưởng lão cúi đầu đâu. Huống chi cái này hai vị trưởng lão, một cái là thiên huyền 6 tầng cao thủ, một cái là thần chiếu 6 tầng cao thủ, đều là không tầm thường nhân vật. Sau đó nàng vội vàng đem bọn hắn đỡ dậy, hai vị trưởng lão mau mau xin đứng lên, cái này thực sự không được. Thế nhưng là, chỉ cần bọn họ không nghĩ tới, Lạc Vân Thường lại chỗ nào có thể giao nổi hai người bọn họ. Lén lén nhìn Trác Phàm liếc một chút, gặp hắn y nguyên xanh mét một khuôn mặt, bất động thanh sắc, hai người liền một mực cúi đầu. Đừng nhìn Trác Phàm ngày thường đối bọn hắn tôn kính lễ độ, nhưng là gặp phải loại này nguyên tắc tính vấn đề, lại là cực kỳ nghiêm túc. Nếu là hôm nay không thể để cho Trác Phàm tiêu tan giận, như vậy bọn họ Tử Kỳ cũng liền không sai biệt lắm. Tựa hồ nhìn ra điểm này, Lạc Vân Thường quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, vội la lên, Trác Phàm, ngươi. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm lạnh lùng nói, đã có đại tiểu thư cho các ngươi cầu tình, chuyện hôm nay như vậy tính toán. Thế nhưng là ta không muốn chả có lần sau, lan. Đa tạ Trác quản gia, nhiều tạ đại tiểu thư. Thở dài ra một hơi, hai người vội vàng bái bai, cũng như chạy trốn chạy. Đồng thời trong lòng hai người cũng có tính toán, xem ra ngày thường muốn nhiều cùng đại tiểu thư này biện pháp quan hệ. Tuy nhiên đại tiểu thư này yếu đuối, không có bản lãnh gì, nhưng là nàng có thể quản được đến Trác Phàm cái này quản gia a. Nếu như không được, về sau còn phải lại dựa vào bé con này đi cầu tình bảo mệnh đâu. Mà Lạc Vân Thường nhìn đến hai vị cao thủ trong nháy mắt không cái bóng, bất giác có chút giật mình lo lắng. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm hiện tại thế mà đã có thể kềm chế được thiên huyền cùng thần chiếu cao thủ. Cái này hai đại cao thủ, nhìn thấy Trác Phàm vậy mà như thế nhát gan. Thế nhưng là nàng không biết là, nếu là nàng có thể khống chế cái kia hai người trong cơ thể huyết tầm lời nói, hai người kia đối nàng cũng giống vậy tất cung tất kính. Đừng nói cào nhau, liền mẹ hắn đậu đen rau muống cũng không dám. Quay đầu thật sâu nhìn Trác Phàm một hồi lâu, Lạc Vân Thường mới cuối cùng không thể tin bật cười, Trác Phàm, ta thế nào cảm giác ngươi hai năm này càng ngày càng lợi hại, đều có chút không biết ngươi. Bất quá, ngươi đối bọn họ có phải hay không quá nghiêm khắc một chút, Lôi tỷ tỷ bọn họ hai năm này thật rất tận tâm. Ta biết, bọn họ hai năm này thành quả ta đều rất hài lòng, rất hiển nhiên là dùng tâm, thật to vượt qua ta tưởng tượng. Trác Phàm nhếch miệng lên, không còn lãnh khốc như vậy, ngược lại một mặt vui mừng đến cười ra tiếng. Thế nhưng là kể từ đó, Lạc Vân Thường liền càng thêm nghi hoặc, nhưng là vì sao ngươi mới vừa rồi còn. Ha ha ha, ngự hạ chi đạo, tất nhiên muốn ân cùng uy cùng triển. Ta biết ngươi ngày bình thường nhất định chỉ đối bọn hắn thi ân, cho nên ta trở về, liền muốn hướng bọn họ ra oai. Không phải vậy, bọn họ làm sao biết ai là Lạc gia chủ nhân. Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, tràn ngập thâm thúy. Lạc Vân Thường trầm ngâm một trận. Bất giác có chút do dự, thế nhưng là Lôi tỷ tỷ bọn họ đều là chúng ta thân nhân, thời khắc nguy nan, đồng sinh cộng tử, chúng ta cần phải như thế đối đãi bọn hắn sao? Theo thời gian chuyển rời, người đều sẽ biến, muốn trong tay mình quyền lực địa vị không thay đổi, thì muốn thường xuyên cảnh giác chung quanh tất cả mọi người. Có lẽ người hôm nay tín nhiệm nhất người, ngày mai sẽ là người địch nhân lớn nhất. Tựa như bảy thế gia vốn là khai quốc công thần. Bây giờ lại đều trở thành hoàng thất tai họa ngầm một dạng. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lộ ra là vô tận lãnh khốc. Lạc Vân Thường thật sâu nhìn lấy hắn song đồng, lúng túng một chút, lẩm bẩm nói, Trác Phàm, ngươi thật đáng sợ. Chẳng lẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ là địch nhân chúng ta sao? Có lẽ đi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu cười cười. Vậy ta tình nguyện chết trong tay ngươi, cũng không muốn đối địch với ngươi. Lạc Vân Thường song đồng chớp động, khẽ mở miệng thơm. Trác Phàm thân thể bất giác run run, liếc nhìn nàng một cái, thở sâu, trong mắt lóe lên một mảnh tang thương, về sau sự tình, ai nói rõ ràng đâu. Chỉ một thoáng, hai người không nói thêm gì nữa, cái này toàn bộ trong đại sảnh rơi vào một mảnh giống như chết trong yên tĩnh. Lúc này, Lạc Vân Hải vẻ mặt cầu xin đi vào Lạc Vân Thường trước người nói, tỷ, về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Mấu chốt là hiện tại, ta liền bị Trác đại ca chơi chết. Một ngày chỉ có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, quả thực cũng là ngược đãi a.
không khỏi sững sờ, Lạc Vân Thường tựa hồ hiện tại mới nhớ tới, có vẻ như lần này hội nghị bên trong, đệ đệ của hắn mới là thảm nhất cái kia, không khỏi bật cười nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, một ngày tu luyện 10 canh giờ, có phải hay không? Không cần nhiều lời, đại tiểu thư, ta đây cũng là vì tiểu tử này tốt. Hiện tại hắn chảy bao nhiêu mồ hôi, thì là lúc sau hắn thiếu chảy bao nhiêu máu. Nếu như ngươi không muốn hắn đi đến phụ thân ngươi đường lời nói. Vân Hải, liền theo Trác quản gia chế định làm việc và nghỉ ngơi thời gian đi, không được lại có dị nghị. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Lạc Vân Thường không khỏi hét lớn lên tiếng. Lạc Vân Hải trợn trắng mắt, triệt để choáng nặng. Trác Phàm không có trở về trước, hắn là mỗi ngày ngóng trông. Thế nhưng là vừa về đến, hắn lại là rơi vào chân chính địa ngục. Trác Phàm nhìn không được cười lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, Hắc Phong Sơn dưới chân, lại là xuất hiện bốn đạo khôi ngô bóng người. Một người thân mang trường bào màu xanh, khóe miệng hai liếc rìa mép, eo đeo một thanh xanh biếc thanh phong kiếm, sau lưng áo choàng, nghênh phong tung bay. Một người đầu đội bó quan, một thanh kim cương quạt lông nơi tay, mắt bên trong bình tĩnh như hồ, không hiện mảy may gợn sóng, dường như trời đất sụp đổ, cũng dẫn không nổi hắn mảy may coi trọng. Người thứ ba là cái hai mắt như chuông đồng lớn nhỏ tên lỗ máng, tóc đỏ phiêu nhiên, mục đích hiện hỏa quang, xa xa xem xét, liền biết là cái thùng thuốc nổ, một chút liền lấy. Mà người cuối cùng, lại cùng người thứ ba ngược lại, thân hình rộng thùng thình, cơ hồ là người bình thường gấp ba có thừa. Bắp thịt nảy sinh, xem xét cũng là cường hãn luyện thể tu giả, nhưng là một đôi híp híp mắt, lại là có chút thanh tú. Chỉ là ở nơi đó vừa đứng, liền phảng phất một tòa núi lớn giống như, không nhúc nhích. Bốn người đứng dưới núi, đối mặt cái kia bốn cái hộ sơn đại trận, phóng ra hào quang óng ánh, lại là từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Khó trách nghĩa phụ để cho chúng ta ngàn dặm gấp rút tiếp viện nơi này, ban đầu tới chỗ này thật có cao nhân ở lại a. Cái kia nam tử áo bào xanh, nhìn lấy cái kia tứ đại trận thức, trong mắt tinh quang phun trào, sau đó nhìn về phía bên cạnh nói, trận pháp này, các ngươi cảm thấy thế nào? 3. Một tiếng vang giòn, quạt lông đập tại trong tay, người thứ hai trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, trận này ảo diệu, nhất thời khó có thể hiểu thấu đáo. Bất quá như trong trận có người khống trận, chỉ cần là thiên huyền phía trên tu vi, chỉ sợ tập hợp chúng ta bốn người chi lực, cũng rất khó phá quan. Hắn nãi nãi, đã như vậy, vậy chúng ta còn nghìn vạn dặm chạy tới gấp rút tiếp viện cái giám A, người ta đây không phải có đại trận che chở thế này. Nam tử tóc đỏ không khỏi hét lớn một tiếng, gào thét ra miệng. Nam tử áo bào xanh khoát khoát tay, liếc hắn một cái, nổi giận nói, tam đệ, quân lệnh như sơn. Đã nguyên soái để cho chúng ta gấp rút tiếp viện nơi này. Mặc kệ nơi này là núi đao biển lửa, vẫn là phòng thủ kiên cố, chúng ta đều muốn đúng hạn chạy đến. Ngươi chẳng lẽ quên, lần trước uống rượu hỏng việc, bị nguyên soái tự mình quân trượng hầu hạ sự tình sao? Nam tử tóc đỏ lúng túng chép chép miệng, hậm hực không lên tiếng nữa. Nam tử áo bào xanh gặp này, khẽ gật đầu, nhạt cười một tiếng, đối với Hắc Phong Sơn phương hướng ôm quyền hú giải nói. Thiên Vũ Độc Cô lão nguyên soái dưới trướng tứ tướng, bái kiến Hắc Phong Sơn Lạc gia chủ nhân. Cao âm gào thét, âm thanh truyền ngàn dặm, trong nháy mắt đi vào Trác Phàm trong tai. Lỗ tai bất giác nhất động, Trác Phàm mi đầu nhìn không được nhíu nhíu, tứ trụ thứ hai, chiến thần độc cô chiến thiên thủ hạ làm sao tới, chẳng lẽ nói. Đại tiểu thư, người trước mang tiểu tử này đi tu luyện, ta đi ra xem một chút. Trác Phàm trầm ngâm một trận. Nhìn về phía Lạc Vân Thường nói. Lạc Vân Thường gật đầu một cái, liền níu lấy Lạc Vân Hải lỗ tai rời đi. Tuy nhiên Thiên Vũ đại nguyên soái thủ hạ đi tới nơi này, y nguyên để cho nàng rất giật mình, nhưng là có Trác Phàm tại, nàng liền không lý do có loại an tâm cảm giác. Tựa hồ vô luận nhiều sóng to gió lớn, chỉ cần Trác Phàm xuất thủ, liền không có việc không giải quyết được, cái này đã là một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Thế nhưng là loại này tín nhiệm, tại Lạc gia tất cả mọi người tâm lý đều thâm căn cố đế. Lạc Vân Hải gần bị kéo đi lên, đầy giấy lệ quang mà nhìn xem Trác Phàm, kêu gào lên tiếng, Trác đại ca, ta nửa đời sau hạnh phúc thì hủy trong tay ngươi a. Thằng nhóc con, lông còn chưa mọc đủ, từ đâu tới nửa đời sau hạnh phúc. Trác Phàm yên lặng cười cười, về sau nhìn về phía Hắc Phong Sơn dưới chân phương hướng, ánh mắt hơi hơi mị mị,
liền cất bước hướng nơi đó đi tới. Ông! Một cơn chấn động lóe qua, độc long trận cái kia pha trộn vũ khí, chậm rãi tiêu tán. Trác Phàm dạo bước đi ra, đi vào bốn người trước người, cẩn thận dò xét một phen về sau, ôm quyền nói, tại hạ Lạc gia đại quản gia, Trác Phàm, không biết bốn vị là. Há, tại hạ bốn người chính là độc cô lão nguyên soái dưới trướng tứ tướng, biết được Lạc gia gặp nạn, phụng quân lệnh đến đây gấp rút tiếp viện. Tại hạ độc cô phong, tại đây hữu lễ. Cái kia nam tử áo bào xanh liền ôm quyền, tự giới thiệu mình. Đón lấy, tay kia cầm quạt lông nam tử cũng là liền ôm quyền nói, tại hạ, độc cô lâm. Độc cô hỏa, đầu đầy tóc đỏ đại hán, ồm ồm nói. Sau đó, cái cuối cùng thân hình to lớn nam tử, cúi người hành lễ, thản nhiên nói, độc cô sơn. Phong lâm hỏa sơn, thiên vũ tứ hổ, Trác Phàm mí mắt lắc một cái, không khỏi kêu ra tiếng. Trong lòng lại là đang không ngừng suy nghĩ. Tứ trụ uy danh, hắn tại Thiên Vũ Du Tẩu cũng nghe nói không ít. Tứ trụ thứ hai, độc cô chiến thiên, chinh chiến cả đời, dưới gối không con, lại duy chỉ có thu bốn cái con nuôi, kiêu dũng thiện chiến, thực lực kinh người. Luận thiên phú, không chút nào tại bảy thế gia bí mật bồi dưỡng thiên chi con cưng phía dưới, thậm chí còn hơn. Bốn người bọn họ, nhiều lần lập chiến công, bị tất cả mọi người xưng là độc cô lão nguyên soái dưới trướng, thiên vũ tứ hổ. Lão đại, độc cô phong, nhanh như gió, tự ý đánh bất ngờ tác chiến, xưng là tật phong hổ, lão nhị, độc cô lâm, chậm như rừng, binh pháp thao lược nhớ kỹ trong lòng, lấy tính chế độc, xưng là ngọa lâm hổ, lão tam, độc cô hỏa, xâm lược như hỏa, tính khí nóng nảy, dũng mãnh vô địch, xưng là liệt diễm hổ, lão tứ, độc cô sơn, bất động như núi. Một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông, am hiểu nhất phòng ngự, xưng là Trấn Sơn Hổ. Bốn người liên thủ, chiến trường giết địch, thuận buồm xuôi gió, đã có thể xứng với quân thần danh xưng. Đã từng có đến vài lần, hoàng đế muốn ngợi khen tấn thăng bọn họ làm soái, cùng độc cô chiến thiên cân bằng, danh xưng thiên vũ ngũ soái, lại đều bị bọn họ cự tuyệt. Bọn họ tình nguyện làm độc cô đại quân bốn con mãnh hổ, cũng không muốn đơn độc làm thiên vũ đế quốc bốn đạo quân bên trong sư vương. Cho nên cho tới nay, cái này tứ hổ đều nương theo tại độc cô chiến thiên bên người, như hình với bóng. Nếu như nói bốn người bọn họ đến lời nói, cái kia độc cô chiến thiên. Ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn sang, Trác Phàm con người trái phải chuyển động. Tựa như nhìn ra ý nghĩ của hắn, độc cô lâm quạt lông gõ gõ trong lòng bàn tay, thản nhiên nói, Trác quản gia không cần bốn phía nhìn ngó. Nơi này chỉ có ta bọn bốn người. Chúng ta là phụng mệnh ngàn dặm gấp rút tiếp viện nơi này, lão nguyên soái theo binh mã muốn chậm hơn chút mới có thể đến. Há, nói cách khác độc cô lão nguyên soái qua chút thời gian, cũng tới đi. Trác Phàm không sai gật đầu, hướng bốn người cười cười nói, ha ha ha, ta biết, sự kiện này ta sẽ thông báo cho tiểu thư thiếu gia, các ngươi có thể đi trở về. Trác Phàm khoát khoát tay, quay người thì muốn trở về. Bốn người cùng nhau khẽ giật mình, không khỏi liếc nhau, lại là tất cả đều sửng sốt. Hắc, bọn họ thiên vũ tứ hổ danh dương thiên hạ, coi như đi bảy thế gia, cũng sẽ nhận lễ ngộ. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại cái này nho nhỏ Lạc gia trước cửa, chẳng những bị người cản tại ngoài cửa, liền cửa đều không cho tiến, còn bị làm thành báo tin đuổi đi. Cái này, thật sự là buồn cười. Trong lúc nhất thời, bốn người trong lòng đều ẩn ẩn có chút nộ khí. Riêng là lão tam độc cô hỏa, cái kia tính tình nóng nảy căn bản chịu không được, mắng to lên tiếng, người cái này tính Trác quản gia, cực kỳ vô lý. Chúng ta ngàn dặm đến gấp rút tiếp viện các ngươi không có chút nào cảm ơn cũng coi như, mà ngay cả môn đều không cho chúng ta tiến, thiên hạ có dạng này đãi khách sao? Khách nhân! Trác Phàm lông mày nhíu lại, quay đầu lại lần nữa dò xét bọn họ liếc một chút. Cười khẽ một tiếng, các ngươi nói là đến gấp rút tiếp viện, cũng là đến gấp rút tiếp viện sao? Vạn nhất các ngươi cùng bọn hắn là một đám làm sao bây giờ? Chúng ta trước mấy ngày vừa mới tử chiến một trận, thương vong thảm trọng, nếu như các ngươi thừa cơ lẫn vào, chẳng phải là cho chúng ta Lạc gia tạo thành tai họa ngập đầu. Nghe được lời này, bốn người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai quản gia này không phải khinh thị bọn họ, mà chính là chú ý cẩn thận, cái này ngược lại có thể lý giải. Trong lòng nộ khí cũng hạ xuống một số. Độc cô phong lần nữa trịnh trọng liền ôm quyền nói, chúng ta chính là độc cô lão nguyên soái dưới trướng tướng lãnh,
Độc Cô lão nguyên soái luôn luôn quang minh lỗi lạc, Độc Cô đại quân quân lệnh như sơn, tuyệt đối sẽ không cùng kẻ xấu làm bạn, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin Độc Cô lão nguyên soái nhân phẩm sao? Độc Cô lão nguyên soái chính là ta Thiên Vũ cột trụ, bảo vệ quốc gia, ta Lạc gia toàn thể trên dưới, luôn luôn kính trọng. Càng là tiểu thư thiếu gia, mỗi ngày tất tắm rửa thắp hương cầu nguyện, khẩn cầu lão nguyên soái thân thể an khang, vĩnh bảo vệ ta Thiên Vũ không ngã. Trác Phàm bỗng nhiên hướng lên trời ôm quyền, dõng dạc hét lớn lên tiếng, giống như một cái Độc Cô chiến thiên não tàn phen, để bốn người kia không khỏi một trận gật đầu, trong lòng phát lên một cỗ tán đồng cảm giác tới. Nguyên lai các ngươi Lạc gia cùng như chúng ta, như thế kính yêu chúng ta nghĩa phụ a, vậy liền không uổng công chúng ta ngàn dặm gấp rút tiếp viện các ngươi. Thế nhưng là rất nhanh, Trác Phàm liền sắc mặt lạnh lẽo, híp mắt nhìn về phía bọn họ, thế nhưng là ta làm sao biết, các ngươi có phải hay không thật lão nguyên soái dưới trướng Thiên Vũ tứ hổ đâu. Dù sao thời đại này, giả mạo đồ vật quá nhiều. Đây là ta Độc Cô đại quân tướng quân lệnh bài, mời Trác quản gia xem qua. Độc Cô Phong lập tức xuất ra một khối đồng thẻ bài, để Trác Phàm nhìn. Nhưng là Trác Phàm lại căn bản không nhìn liếc một chút, chỉ là liếc mắt nhìn bĩu môi, lão tử không phải nói a, thời đại này giả đồ vật quá nhiều, liền người đều không an toàn, ngươi để lão tử nhìn cái phá thẻ bài, có tác dụng quái gì? Ha ha, người cái này họ Trác tiểu tử, khác cho thể diện mà không cần. Chúng ta Thiên Vũ tứ hổ ngang dọc Thiên Vũ nhiều năm, cho tới bây giờ không có bị người làm qua giả mạo đây. Ngươi không biết chúng ta, chỉ có thể chứng minh ngươi cô lậu quả văn, kiến thức nông cạn. Ngươi không để cho chúng ta đi vào đúng hay không? Tin hay không lão tử một đường đánh vào đi, nhìn ngươi mấy cái này phá trận có thể hay không cản đến phía dưới lão tử. Độc Cô hỏa hét lớn một tiếng, đã là nhìn không được nổi giận tiến lên, Trác Phàm vội vã lui hai bước, giả bộ làm thất kinh bộ dáng nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Lộ ra nguyên hình a, còn nói các ngươi không phải giả mạo. Độc Cô lão nguyên soái trị quân nghiêm minh, kính yêu bách tính, tại sao có thể có thủ hạ mạnh mẽ xông tới người ta cửa sân tình huống xuất hiện, cái này cùng thổ phỉ vô lại khác nhau ở chỗ nào? Ngươi, Độc Cô hỏa trong mắt chừng một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Độc Cô Phong lại là cau mày một cái, mắng to, lão tam, náo đầy đủ không có. Chẳng lẽ ngươi thật muốn để ta Độc Cô quân trên lưng mạnh mẽ xông tới khu dân cư vết bẩn sao? Độc Cô hỏa trì trệ, hận hận chừng Trác Phàm liếc một chút, lại là co lại đi xuống, cũng không dám nữa tiến lên. Độc Cô Phong hướng Trác Phàm cúi người hành lễ, xin lỗi nói, xin lỗi, ta cái này tam đệ lỗ mãng quen, mời Trác quản gia tuyệt đối đừng để ý. Chỉ là như thế nào, người mới có thể tin tưởng chúng ta đâu? Tin tưởng, hừ hừ. Vốn là lão tử vừa mới còn kém chút tin tưởng, bất quá may mắn a, không có để cho các ngươi đi vào. Nhìn xem các ngươi vừa mới cái kia lấy mạnh hiếp yếu phách lối khí diễm, nào giống là Độc Cô lão nguyên soái dưới sự cai trị tướng lãnh. Gương mặt không khỏi một đỏ, Độc Cô Phong bốn người lúng túng một chút, lại toàn đều không phản bác được. Riêng là lão tam Độc Cô hỏa, nhìn đến còn lại ba người quăng tới cái kia u oán ánh mắt, càng là lúng túng thẳng vào đầu. Trác Phàm cười lạnh, bĩu môi nói, các ngươi vừa mới không phải nói Độc Cô lão nguyên soái cũng nhanh đến a, vậy thì chờ lão nguyên soái đến cho các ngươi chứng minh đi đi. Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm quay người tiến vào Độc Long trận bên trong, cái kia pha trộn vũ khí lần nữa ngăn trở bốn người tầm mắt. Bốn người còn muốn gọi lại hắn, lại sớm đã không thấy hắn bóng người. Không khỏi liếc nhìn nhau, bốn người đều là lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới bọn họ tại Thiên Vũ một đường phong cảnh, cho dù đến bảy thế gia cũng là khách quý đãi ngộ, lại tại Phong Lâm thành Lạc gia tiểu gia tộc này trước mặt bị sập cửa vào mặt, thật sự là châm chọc. Bất quá, bọn họ còn thật không có gì oán trách, dù sao người ta vừa mới kinh lịch một phen đại chiến, chú ý cẩn thận là chắc là. Chính yếu nhất, người ta Lạc gia vẫn là mình lão nguyên soái đáng tin phen, mình bốn cái lại làm sao có thể phá hư lão nguyên soái tại trong lòng bách tính hình tượng a. Bất đắc dĩ lắc đầu, Độc Cô hỏa nhìn Độc Cô Phong một cái nói, đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao, tới trước Phong Lâm thành khách sạn đặt chân đi. Độc Cô Phong bật cười một tiếng nói. Thế nhưng là, lão nguyên soái đến, hỏi Lạc gia chiến sự, thương vong bao nhiêu, tổng thể tình huống như thế nào? Chúng ta liền cửa nhà bọn hắn cũng không vào, còn thế nào hồi bẩm?
thật lòng bẩm báo. Độc Cô Lâm nhẹ liếc Độc Cô Hỏa liếc một chút, thản nhiên nói, cái này Lạc gia không đơn giản, đến nguyên soái tự mình ra mặt. Còn lại ba người trong lòng run lên, lại nghĩ lên cái kia bốn cái cấp 5 đại trận, đều là nghiêm túc gật đầu. Trước bất luận bên này xa chi địa, lại có gia tộc có thể bày ra bốn cái cấp 5 đại trận. Chỉ nói quân lệnh để bọn hắn tứ hổ đồng loạt xuất động, đến gấp rút tiếp viện nơi này, thì cho thấy uy hiếp Lạc nhà thế lực không thể coi thường. Nhưng dù cho như thế, Lạc gia tại đi qua một trận đại chiến về sau, nhìn quản gia kia bộ dáng, toàn cả gia tộc tựa hồ vẫn chưa thương cân động cốt, cái này cũng đủ để cho thấy Lạc gia nội tình thâm bất khả trắc. Bốn người bọn họ đều là quân lữ xuất thân, tự nhiên có thể cảm nhận được cái này thần bí gia tộc cường đại. Một phương diện khác, Trác Phàm về đến gia tộc phòng nghị sự về sau, liền đem tất cả hạ nhân tất cả đều triệu tập lại, tiến hành nghiêng trời lệch đất biến đổi, liền mỗi cái gian phòng cũng bắt đầu biến hóa bố trí. Hắn cố ý đem cái kia tứ hổ cản trở về, chính là cho hắn thời gian chuẩn bị. Dù sao cũng là tứ trụ thứ hai Độc Cô Chiến Thiên muốn tới, hắn nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua lần này ôm bắp đùi cơ hội. Không sai, cũng là ôm bắp đùi, bất quá đồng dạng là ôm bắp đùi, kỹ thuật hàm lượng lại không giống nhau. Hắn Trác Phàm xuất thủ, tự nhiên cùng Thái Tôn hai nhà, tầm nhìn hạn hẹp gia chủ khác biệt. Hắn muốn để Độc Cô Chiến Thiên, vĩnh viễn cùng Lạc gia buộc chung một chỗ. Lạc Vân Thường nhìn lấy bọn hạ nhân đinh linh cạch keng mau đưa toàn bộ Hắc Phong Sơn đều cho mang ra, bất giác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào Trác Phàm trước mặt, ngươi. Ngươi đây là... Thế mà, còn không đợi nàng lời nói ra miệng, Trác Phàm đã là nhất chỉ nàng nói, đại tiểu thư, ngươi đến vừa vặn, tiểu tử kia mấy ngày nay hoàn toàn không cần tu luyện, tranh thủ thời gian cho ta đọc sách. Sách, cái gì? Lạc Vân Thường khẽ giật mình, hoàn toàn mộng. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, gian trá lên tiếng, luyện cho tốt, binh thư. Hắt xì. Phong Lâm Thành bên ngoài trăm dặm chỗ, một cái già trên 80 tuổi lão nhân ngồi tại ngựa cao to lên, không khỏi đánh một nhảy mũi, toàn thân không lý do có chút lạnh. Xa xa nhìn hướng về phía trước nói, người tới, cách Phong Lâm Thành còn có bao nhiêu thời gian. Hắn bên người là lít nha lít nhít đếm trăm vạn đại quân, vừa nghe đến hắn lời nói. Bên cạnh một người tướng lãnh lập tức liền ôm quyền nói, khởi bẩm nguyên soái, còn có 3 ngày lộ trình, đại quân liền có thể đến. Lão nhân hơi hơi gật gật đầu, nhưng là mi đầu lại một mực nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm nói, lão phu chinh chiến xa trường nhiều năm, luôn luôn thuận buồm xuôi gió, làm sao tới một cái nho nhỏ Phong Lâm Thành, trong lòng lại xuất hiện bất an như vậy đây. Sau 3 ngày, Trác Phàm ngay tại một cái bên trong căn phòng nhỏ, tự mình giám sát Lạc Vân Hải học thuộc lòng. Đột nhiên, trên đất ầm ầm vang lên, chấn động, trên dưới chập trùng, phảng phất là phát sinh động đất giống như. Trác Phàm mi đầu lắc một cái, thần thức lập tức hướng ra phía ngoài xem, lại là ngăn không được đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Khí phái thật lớn, không hổ là thiên vũ chiến thần. Trác Phàm bỗng nhiên đứng dậy, quát to, tất cả mọi người chuẩn bị tốt cho lão tử. Lạc gia có thể hay không lại an ổn mấy năm, thì nhìn lần này. Vâng. Ngoài cửa mọi người cùng kêu lên trả lời, dường như đã sớm chuẩn bị, lập tức bốn phía chạy đi. Trác Phàm nhìn về phía Lạc Vân Hải, không khỏi lộ ra một đạo tà dị tiếu dung, tiểu tử, đến tiếp xuống ủy khuất ngươi, nhất định muốn diễn giống một chút. Lạc Vân Hải miệng một xẹp, thì thào lên tiếng, Trác đại ca, có thể không cần phải làm như vậy sao? Ngươi cứ nói đi. Bỗng nhiên, căn này trong phòng nhỏ vang lên Trác Phàm liên tục âm hiểm cười thanh âm. Phong Lâm Thành bên ngoài, Phong Lâm Hỏa Sơn, Thiên Vũ Tứ Hổ sớm đã chờ ở nơi đó. Mà trước mặt bọn hắn, là trùng trùng điệp điệp, chỉnh chỉnh tề tề từng dãy hướng về phía trước thẳng tiến binh lính. Xa xa nhìn lại, một mảnh đen kịt, căn bản nhìn không thấy bờ. Cái này như dãy núi chấn động khí thế, chính là những binh mã này từng bước một dẫm ra tới. Nếu không phải là chiến trường ở giữa chém giết quen dũng mãnh tướng lãnh, liền xem như thiên huyền cao thủ, đối mặt khí thế kia rồi rào quân đội, cũng sẽ có loại không thở nổi cảm giác. Mà quân đội ngay phía trước vị trí, là cái đưa thân vào ngựa cao to phía trên khôi ngô lão giả, từ từ râu bạc trắng nghênh phong phất phới, lại là không chút nào lộ ra làm quá, ngược lại có một cỗ thế bất khả kháng bá khí lộ ra ngoài. Hắn, chính là Thiên Vũ Tứ Trụ thứ hai. Thiên Vũ binh mã đại nguyên soái, chiến thần Độc Cô Chiến Thiên.
Tuy nhiên hắn bản thân thực lực chỉ có thần chiếu 6 tầng, cho dù không yếu, nhưng tại thiên vũ cũng không phải mạnh nhất. Hắn bốn cái con nuôi, cũng chỉ là thiên huyền đỉnh phong thực lực. Bất quá, dựa vào phía sau hắn mấy triệu chung với hắn độc cô đại quân, cho dù là bảy nhà đứng đầu đế vương môn cũng không dám đưa thân trêu chọc. Tuy nói đế vương môn cao thủ chính là bảy nhà số một, bên trong không thiếu thực lực cao hơn độc cô chiến thiên tồn tại. Thế nhưng là, chỉ cần độc cô chiến thiên ra lệnh một tiếng, mấy triệu chiến sĩ đồng loạt trùng phong, cái kia cỗ hủy thiên diệt địa thao thiên hồng lưu, cho dù là đế vương môn thần chiếu cao thủ cùng tiến lên, cũng khó có thể ngăn lại. Có thể đem tất cả nhỏ yếu chiến sĩ lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, phát huy ra, mới thật sự là bất bại chiến thần. Bởi vậy, thiên vũ bên trong, bảy thế gia đối vị này lão nguyên soái e ngại, thậm chí càng cao hơn tứ trụ đứng đầu thừa tướng, Gia Cát Trường Phong. Ai bảo người ta người đông thế mạnh nha, đây thật là nên câu nói kia, một người một miếng nước bọt, đều có thể đem ngươi dìm chết đuối. Mạt tướng bốn người, cùng nghênh nguyên soái đại nhân, vội vàng đi vào độc cô chiến thiên trước mặt, bốn người khom người hạ bái. Độc cô chiến thiên hơi hơi gật gật đầu, thản nhiên nói, sự tình thế nào, lạc gia còn bình an vô sự đi. Khởi bẩm nguyên soái, lạc gia hết thảy mạnh khỏe. Độc cô phong liền ôm quyền, trịnh trọng nói. Độc cô chiến thiên gật gật đầu, thở dài ra một hơi, dạng này liền tốt, cuối cùng tới kịp, không có bôi nhỏ hoàng ân. Như vậy, gần nhất không có người đến lạc gia gây chuyện đi. Ách, cái này, trước khi chúng ta tới, lạc gia tựa hồ tao ngộ qua tập kích. Độc cô phong trầm ngâm một trận, lẩm bẩm nói. Độc cô chiến thiên lông mày nhíu lại, chừng hai mắt một cái nói, cái gì, cái kia hiện tại bọn hắn thế nào? Thương vong bao nhiêu, những kẻ xấu kia đi đâu rồi, bắt đến hay không, lạc gia chủ còn tốt chứ? Độc cô chiến thiên hỏi ra một chuỗi dài vấn đề, bốn người kia lẫn nhau nhìn xem, lại là mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Bọn họ đây là làm sao biết a? Liền cửa cũng không vào đi, sau đó độc cô phong đành phải kiên trì hồi bẩm nói, nguyên soái, những chuyện này. Chúng ta hoàn toàn không biết. Mí mắt bất giác lắc một cái, độc cô chiến thiên nổi giận hét lớn, liền những sự tình này cũng không biết, các ngươi sớm đến mấy ngày nay, là làm gì ăn. Phong nhi, cái này nhưng là một chút cũng không có các ngươi bình thường lão luyện. Nguyên bản hắn thủ vệ biên cương mấy chục năm, là vì phòng ngừa khuyển nhung đại quân xâm lấn. Thế nhưng là hoàng đế lại là một tờ chiếu dụ, đem hắn triệu hồi gấp rút tiếp viện Phong Lâm Thành, hắn liền biết sự kiện này tầm quan trọng, một lát không thể bị dở dang. Cho nên không chỉ là hắn cấp tốc chỉnh quân xuất phát, hơn nữa còn phái ra chính mình bốn cái lớn nhất tướng tài đắc lực, lấy tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện nơi này. Thế nhưng là không nghĩ tới, sau khi bốn người này đến, ngốc ba ngày, lại chuyện gì cũng không biết, cái này đúng a? Riêng là... Đây là hắn độc cô chiến thiên dưới trướng tứ hổ tướng sao? Hừ, nhất định lại là các ngươi uống rượu hỏng việc, người tới, quân pháp hầu hạ. Độc cô chiến thiên giận dữ, kém chút liền muốn lấy chậm trễ quân tình chi tội, đem bốn người bọn họ làm. Độc cô lâm giật mình, nhanh chóng vội vàng khom người nói, nguyên soái bất giận, xin nghe chúng ta giải thích. Đón lấy, hắn liền từ đầu tới đuôi đem sự tình chân tướng giảng một lần. Đợi hắn thoại âm rơi xuống về sau, độc cô chiến thiên đã không thể tin kinh ngạc đến ngây người. Bốn cái cấp 5 trận thức, tại như vậy cái thâm sơn cùng cốc. Độc cô chiến thiên bất khả tư nghị nháy mắt mấy cái, vội vàng dùng thần thức nhìn tới. Quả nhiên tại Hắc Phong Sơn chỗ đó, bốn đạo cột sáng đem hắn thần thức nhất thời cản trở về. Độc cô chiến thiên một mặt kinh hãi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khó trách, bệ hạ hội vội vã như thế triệu lão phu trở về. Nơi này quả nhiên có cao nhân ẩn cư. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, độc cô chiến thiên nhìn về phía bốn người, thản nhiên nói, đã nơi này có cấp 5 trận thức thủ hộ, các ngươi vào không được cũng tại tình lý ở giữa, lão phu thì không trách các ngươi. Nguyên soái, người nào nói chúng ta vào không được, nếu không phải đại ca ngăn đón, ta đã sớm phá khác cho cái giám trận pháp, xông vào. Lão tam độc cô hỏa cổ cứng lên, không phục hét lớn. Độc cô chiến thiên tròng mắt ngưng tụ, mắng to lên tiếng, hỗn trướng, lão phu quản lý quân đội, có không hỏi tự cầm, tự tiện xông vào khu dân cư người sao? Ngươi nếu là thật dám cứng rắn xông vào, bại hoại lão phu quân quy, lão phu chặt ngươi đầu chó. Ách, nguyên soái, ta liền tùy tiện cào nhau,
ngài đừng coi là thật. Độc Cô Hỏa thấy tình thế không ổn, bất giác co rụt đầu lại, lại không dám lên tiếng. Ba người khác gặp này, cũng bất giác âm thầm cười trộm. Đón lấy, Độc Cô Lâm nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên nói, Nguyên soái, cái kia Lạc gia quản gia nói ngài đến mới để cho chúng ta tiến vào, xem ra có thâm ý khác, tựa hồ có ý xin ngài đi vào. Ồ, Độc Cô Chiến Thiên lông mày nhíu lại, cười to lên, ha ha ha. Vốn là lão phu chỉ là phụng hoàng lệnh mà đến, không có ý đi xem cái kia Lạc gia. Bất quá, đã nơi này có cao nhân ẩn cư, lão phu cũng muốn lên đó một chút. Nói, liền thân thể lộn một vòng, nhảy xuống ngựa đến, sải bước hướng Hắc Phong Sơn phương hướng đi đến, truyền bản soái mệnh lệnh, đại quân không được vào thành nhiễu dân, tại đông nam 20 dặm bên ngoài dựng trại đóng quân. Vâng, toàn quân trên dưới cùng kêu lên cúi đầu, tiếng la chấn thiên, Độc Cô Phong bốn người thì là vội vàng đuổi theo. Độc Cô Hỏa vội vã đi vào Độc Cô Chiến Thiên bên người, nhắc nhở, Nguyên soái, cái kia Lạc gia quản gia cẩn thận rất, một hồi đối với ngài hỏi han, ngôn ngữ bất kính chỗ, ngài tuyệt đối đừng tức giận. Hừ, ngươi cho rằng lão phu là ngươi cái này bạo tính khí. Độc Cô Chiến Thiên bật cười lớn, Độc Cô Hỏa lại là bĩu môi, trong lòng oán thầm, ngài tính khí nổ lên đến, thế nhưng là so ta nóng nảy nhiều. Độc Cô Lâm thì là vỗ nhẹ quạt lông, sâu xa nói, lão tam, ta nhìn quản gia kia cũng không phải là cẩn thận, mà chính là có huyền cơ khác. Mục đích chính là muốn gặp lão nguyên soái, đến cùng có mục đích gì, chúng ta rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Ha ha ha, bốn người các ngươi bên trong, Lâm Nhi tỉnh táo nhất, nhìn sự tình cũng thấu triệt nhất. Hắn nói đúng, cái này Lạc gia gặp lão phu, nhất định có mưu đồ. Lão phu thì đi xem một chút. Bọn họ đến tột cùng làm cái quỷ gì, ha ha ha. Độc Cô Chiến Thiên cười to một tiếng, khí vũ hiên ngang đi tại phía trước nhất. Rất nhanh, liền tới đến Hắc Phong Sơn dưới chân. Thiên Vũ Nguyên soái, Độc Cô Chiến Thiên bái kiến Lạc gia chủ nhân. Độc Cô Chiến Thiên đối với Hắc Phong Sơn phương hướng, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn ngàn dặm. Ông! Một trận không gian ba động phát ra, Độc Long trận vũ khí dần dần tiêu tán. Trác Phàm bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chỉ bất quá lần này, Trác Phàm trên mặt lại tràn đầy vẻ cung kính. Còn chưa đi đến trước người bọn họ, liền đã xa xa bái hạ, Lạc gia đại quản gia Trác Phàm, bái kiến Độc Cô lão nguyên soái, cùng bốn vị tướng quân đại nhân. Há, ngươi chính là cái kia Lạc gia quản gia, nghe nói ngươi rất cẩn thận, ta bốn vị tướng lãnh xuất ra lệnh bài ngươi cũng không tin. Làm sao lần này vừa thấy được lão phu? Thì xác nhận lão phu là thật, không sợ lão phu cũng là giả mạo sao. Độc Cô Chiến Thiên khóe miệng nhếch lên, mang theo một cỗ chế nhạo ý cười, rõ ràng cũng là thầm phúng Trác Phàm lúc trước là cố ý gây nên. Bất quá Trác Phàm lại dường như không nghe ra đến, giả vờ ngây ngốc nói, Độc Cô lão nguyên soái, chiến thần tại thế, thiên hạ ai có thể giả mạo. Coi như giả mạo đến ngài hình dạng, cũng giả mạo không ngài cái kia một thân không thể chiến thắng khí thế. Coi như giả mạo ngài cái kia một thân khí thế, cũng tuyệt đối giả mạo không ngài chinh chiến cả đời, chiến trường chém giết nam nhân mùi vị. Nam nhân chân chính, hán tử chân chính, bảo đao chưa gì, thiên hạ người nào có. Tại hạ chỉ là xa xa vừa nghe, liền có cỗ không nói ra hùng hồn lực lượng, tại thể nội lao nhanh. Cũng chỉ có ngài quân thần Độc Cô lão nguyên soái mới có thể để cho ta này bành trướng lực lượng. Tiểu tử đối với ngài sùng bái. Thật như sông dài tràn lan, thao thao bất tuyệt, lại như bờ đê sụp đổ, đã phát ra là không thể ngăn cản. Thật tốt, lão phu minh bạch, Trác Phàm còn chưa nói xong, Độc Cô Chiến Thiên đã vội vàng hô lên ngừng. Nguyên bản hắn muốn chế nhạo một chút tiểu tử này, thừa cơ dò xét hắn chân thực ý đồ. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này nói mát nói mẻ, một trận mông ngựa, không cùng một dạng, đúng là để hắn cái này lão nguyên soái cũng không nhịn được nổi ra gà rơi một chỗ. Rốt cuộc nghe không vô. Dựa theo này đi xuống, nửa điểm hữu dụng tình báo hắn nghe không đến, ngược lại cái này từng đống trần trụi mông ngựa, làm cho hắn cái này chính trực lão đầu, buồn nôn phản lên mấy ngày mấy đêm. Độc Cô Phong bốn người, cũng không cảm thấy ngơ ngác. Bọn họ ai cũng không ngờ tới, Trác Phàm lần nữa đối mặt bọn hắn, lại là như thế một bộ vỗ mông ngựa xu nịnh bộ dáng, đến mức bọn họ nghĩ kỹ hỏi khéo lời nói, cũng không dùng tới. Độc Cô Chiến Thiên ngang dọc cả đời, chỗ nào nhìn không ra Trác Phàm cái này là cố ý hành động,
cũng là để bọn hắn có lời nói hỏi không ra. Bởi vì ngươi mặc kệ hỏi thứ gì, hắn đều có thể lấy một đống không có chút nào dinh dưỡng mông ngựa trở lại. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Độc Cô Chiến Thiên thật sâu liếc hắn một cái, thản nhiên nói tốt, cái này Thâm Sơn cùng cốc thật đúng là có cao nhân tọa chấn, liền một cái tiểu quản gia đều có khả năng như thế, bội phục bội phục. Như vậy vị này quản gia tiểu huynh đệ, lão phu hiện tại có thể lên núi bái kiến Lạc gia chủ nhân đi. Sớm đã xin đợi đã lâu. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm cúi người hành lễ, Độc Cô Chiến Thiên liền vẫy vẫy ống tay áo, sải bước đi thẳng về phía trước. Hiện tại, hắn đã cảm giác được, cái này tất cả mọi thứ đều là có cao nhân trong bóng tối khống chế, hắn chính từng bước một tiếp cận cái kia cao nhân. Nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, cái này cái cao nhân cũng là trước mặt cái này cái trẻ tuổi quản gia. Độc Cô Phong bốn người cũng theo sát về sau, Độc Cô Hỏa đi ngang qua Trác Phàm bên người lúc, không khỏi ngẩng cao nhấc nhấc đầu, ồm ồm nói, hừ, hiện tại biết chúng ta là thật đi. Đương nhiên, lúc trước ta có mắt như mù, các vị đừng thấy lạ. Trác Phàm vui vẻ cười cười. Độc Cô Lâm quay đầu, thật sâu liếc hắn một cái, trầm ngâm một trận, lại là bật cười lắc đầu. Hắn là Độc Cô đại quân bên trong cố vấn, sớm đã nhìn ra Trác Phàm quỷ dị. Nhưng là suy nghĩ một chút, nhưng lại phủ định. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, cái này tất cả mọi thứ sẽ ra từ một cái trẻ tuổi như vậy nam tử chi thủ. Muốn thật sự là nói như vậy, quả thực cũng là một cái khác ra Cát Trường Phong a. Lão Nguyên Soái, mời tới bên này. Xuyên qua Độc Long trận, tại Trác Phàm chỉ huy dưới, năm người một đường đi vào Hắc Phong Sơn đỉnh núi. Thế nhưng là trước mặt bọn hắn, cũng không có xuất hiện đồng dạng thế gia huy hoàng cao lớn cửa phủ, ngược lại là như quân doanh đồng dạng thô sơ viên môn. Đồng thời, âm thanh tiếng điếc tai nhức óc tiếng la giết, truyền vào bọn họ trong tai. Không khỏi nhướng mày, năm người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ ngờ vực. Cái này Lạc gia, trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì? Nhếch miệng khẽ cười một tiếng, Trác Phàm hướng bên trong làm thỉnh cầu làm, ha ha ha. Lão Nguyên Soái chớ trách móc, lúc trước có kẻ xấu tập kích Lạc gia, hiện tại Lạc gia toàn thể trên dưới đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Riêng là bọn hộ vệ, ngày chính đêm thao luyện, lão Nguyên Soái chính là thiên vũ chiến thần. Phải chăng có hứng thú này chỉ điểm một chút ta Lạc gia binh sĩ? Vậy ta từ trên xuống dưới nhà họ Lạc, quả nhiên là vô cùng cảm kích. Nói, Trác Phàm lần nữa bái cúi đầu. Độc Cô Chiến Thiên lông mày nhíu lại, trầm ngâm một trận, hơi hơi gật gật đầu. Đến một lần hắn muốn nhìn một chút cái này Lạc gia đang dở trò quỷ gì, thứ hai hắn cũng xác thực muốn mượn này thăm dò Lạc gia nội tình. Làm cho hoàng đế coi trọng như vậy. Đem hắn vội vã theo biên quan triệu hồi đến bảo hộ gia tộc, đến tột cùng là một loại gì dạng tồn tại. Sau đó theo Trác Phàm tiến vào viên môn, năm người thuận thế đi vào Lạc gia trong phủ. Thế nhưng là để bọn hắn giật nảy cả mình là, cái này Lạc gia chẳng những cửa phủ biến thành viên môn, liền bên trong cũng không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc, tất cả đều là một đỉnh đỉnh quân trướng, quả thực tựa như là dã ngoại hành quân đội ngũ một dạng. Không sai. Tại ngắn ngủi này trong 3 ngày, Trác Phàm đem Lạc gia tất cả gian phòng đều mang ra, đổi thành hành quân doanh trướng, chính là vì có thể cùng cái này Độc Cô lão Nguyên Soái đồng thanh đồng khí, sinh ra dù là một chút thân cận cảm giác. Đơn giản là cái này Độc Cô Chiến Thiên nhiều năm hành quân, ở doanh trướng thời gian, chỉ sợ so ở Mộc Thạch xếp xây gian phòng, dài hơn nhiều. Đối cái này doanh trướng, tự nhiên càng có cảm giác thân thiết. Đây cũng là một loại mông ngựa, ném chỗ tốt. Chỉ là một loại ẩn tính mông ngựa thôi. Quả nhiên, Độc Cô Chiến Thiên phóng nhãn nhìn một vòng về sau, run run bả vai, lơ đãng hơi hơi gật gật đầu. Nhìn thấy cái này, Trác Phàm cũng bất động thanh sắc, chỉ là hơi nhếch khóe môi lên lên một cái quỷ dị đường cong, tiếp tục phía trước dẫn đường. Rất nhanh, mọi người đi tới Lạc gia diễn võ trường, chỗ đó, bàng thống lĩnh chính mang theo một phiếu hộ vệ như quân nhân đồng dạng tại thao luyện lấy. Bên trong đại bộ phận vẫn chỉ là đứa bé, nhưng một chiêu một thức lại là lực đạo 10 phần, mặt mũi tràn đầy sát khí trong hai con ngươi, đều là ngoan sắc, dường như xa trường lên chinh chiến mấy chục năm lão binh một dạng. Thấy tình cảnh này, cho dù là Độc Cô Chiến Thiên cũng không nhịn được động dung. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, một cái bằng chừng ấy tuổi hài đồng, có thậm chí còn không đủ 10 tuổi, là như thế nào ma luyện ra như thế kiên nghị ánh mắt.
hắn mang binh mấy chục năm, tự nhận chỉ quân có phương pháp, cũng tuyệt không có cách nào đem một đám tân binh, trong khoảng thời gian ngắn chế tạo thành cầm giữ có như thế kiên nghị thần sắc lão binh. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, tại cái này thâm sơn cùng cốc lạc gia, lại có thể có người có thể làm được. Quả nhiên, trong núi gia cao nhân A. Giờ này khắc này, hắn càng thêm muốn gặp một lần lạc gia sau lưng người kia. Có điều hắn làm sao biết, những thứ này đứa bé sở dĩ biểu hiện ra viễn siêu tuổi trẻ kiên nghị cùng lãnh khốc, hoàn toàn là bởi vì tu luyện ma sát quyết quan hệ. Mà những cái kia ý chí không kiên hài tử, không phải chết, biến thành từng chồng bạch cốt, chính là gân mạch đứt từng khúc, triệt để phế. Hắn nhìn thấy trước mắt những người này, tất cả đều là tại bên bờ sinh tử trốn sinh ra tối cao cấp người, ý chí có thể không kiên định a. Lão Nguyên Soái, chúng ta lạc ra một cái tam lưu gia tộc, vừa mới gặp đại nạn, chỉ còn lại có chút tàn binh bại tướng ở chỗ này thao luyện, thật sự là để ngài lão nhân ra chê cười. Trác Phàm nhỏ hạ thấp người, cố ý thở dài, khiêm tốn nói. Độc Cô Chiến Thiên lại là vội vã khoát khoát tay, thản nhiên nói, không không, người thiếu dùng bài này. Những tiểu tử này tuy nhiên tu vi còn, nhưng từng cái ánh mắt ngưng luyện, tuyệt đối là tinh binh bên trong tinh binh. Nếu bọn họ xem như già nua yếu ớt lời nói, vậy các ngươi lạc ra trước kia hộ vệ binh đoàn, chẳng phải đều là quái vật quân đoàn, cái kia còn dùng lão phu đến gấp rút tiếp viện các ngươi. Trác Phàm không khỏi nháy mắt mấy cái, yên lặng cười cười. Xem ra vị này Độc Cô Nguyên Soái tương đương thiết thực, không vui hư, khó trách có thể trở thành thiên vũ chiến thần. Quả nhiên trước sau như một, cương trực không thiên vị. Trác Phàm trong lòng âm thầm gật đầu, đối cái này lão Nguyên Soái tính cách, lại có một phần giải. Như vậy lão Nguyên Soái, mời vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm một chút chúng ta binh sĩ đi. Không cần, tại các ngươi lạc ra trước mặt, liền xem như lão phu cũng không dám múa búa trước cửa lỗ ban A. Nhẹ khoát khoát tay, Độc Cô Chiến Thiên cười lớn một tiếng, Trác quản gia, lão phu hiện tại chỉ muốn gặp các ngươi một lần lạc gia chủ nhân. Đến tột cùng là như thế nào nhân vật, có thể tại bốn phía bố trí xuống bốn cái cấp 5 đại trận không nói, còn có thể dễ dàng mà đem những thiếu niên này, huấn luyện thành tinh nhuệ chi sư. Lão phu, thật muốn tự mình bái kiến một phen. Lời vừa nói ra, Độc Cô Phong bốn người cùng nhau quá sợ hãi. Bọn họ Nguyên Soái chính là thiên vũ chiến thần, tại chỉ quân một đường bên trong, thiên hạ ai có thể ra phải. Nhưng là bây giờ, lão Nguyên Soái thế mà hạ thấp tư thái nói muốn bái kiến, rất rõ ràng cũng là thật mặc cảm. Cái này lạc ra sau lưng đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có khả năng như thế. Chỉ là huấn luyện một đội hộ vệ, thì triệt để tin phục đường đường thiên vũ chiến thần. Bốn người mặt hiện vẻ kinh ngạc, liếc nhìn nhau. Nhưng khi bọn họ lại nhìn một chút những cái kia lạc gia hộ vệ lúc, lại tất cả đều thở dài. Cái này nho nhỏ một đội hộ vệ, xác thực so với bọn hắn tinh binh mạnh hơn, khó trách Nguyên Soái sẽ. Trong mắt tinh quang nhấp nháy, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hơi hơi gật gật đầu, đã lão Nguyên Soái như thế vội vàng, thì xin mời đi theo ta a, chắc hẳn gia chủ của chúng ta cũng chờ gấp. Nói, Trác Phàm tiếp tục dẫn đường, hướng đại doanh chỗ sâu đi đến. Bọn người người thì theo thật sát. Thế nhưng là bọn họ người nào đều không có cảm giác được, dọc theo con đường này đều là đang bị Trác Phàm nắm mũi dẫn đi. Minh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét. Cho nên trải qua chi lấy năm sự tình, trường học chi lấy tính mà tác tình, nhất viết đạo, nhị viết trời, tam viết địa. Đột nhiên, từng tiếng cởi mở sách tiếng vang lên. Độc Cô Chiến Thiên hơi hơi dừng ngừng bước, thì thào lên tiếng, đây là binh pháp, thủy kế phần bên trong một đoạn, đến tột cùng là ai tại đọc diễn cảm binh thư. Há, ta kém chút quên, thiếu gia đã đứng trung bình tấn 10 canh giờ, cũng nên nghỉ ngơi. Trác Phàm vỗ đầu một cái, dường như mới nhớ tới cái gì, lập tức cải biến bước đi phương hướng, hướng một địa phương khác đi đến. Tựa hồ trong nháy mắt, thì đem bọn hắn cho không hề để tâm. Độc Cô Chiến Thiên năm người, trầm ngâm một trận, cũng theo sau. Rất nhanh, mọi người đi tới một gian trong sân nhỏ, thu vào bọn họ tầm mắt là, một thiếu niên đỉnh đầu một chén, hai tay bình thẳng ngồi xổm mã bộ. Đồng thời hai tay cùng trên hai chân, cũng đều từ để đó hai cái bát, bên trong còn ngược lại thanh tịnh tửu dịch. Hắn dưới mông, cắm một thanh sáng loáng quang tỏa sáng tiểu chủy thủ, chỉ cần hắn một cái run chân té ngã,
cũng là vài phút bạo cúp hạ tràng. Nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên đến một bên méo miệng, một bên lớn tiếng đọc thuộc lòng binh pháp. Độc Cô Chiến Thiên không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói, Trác quản gia, đây là... Ha ha ha, chúng ta Lạc gia thiếu gia, Lạc Vân Hải. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, chúng ta Lạc gia toàn thể trên dưới, đều tương đương kính trọng Độc Cô lão nguyên soái chiến thần chi danh, cho nên cả nhà già trẻ đều là lấy quân sự hóa yêu cầu mình. Càng là thiếu gia, tức thì bị yêu cầu một bên huấn luyện, một bên lưng binh thư, ngày sau tốt có thể tìm nơi nương tựa lão nguyên soái ngài dưới trướng. Độc Cô Chiến Thiên mê mang nháy mắt mấy cái, trong lòng không hiểu, cái này Lạc gia chủ nhân luyện binh nhiều bức như vậy, còn để hắn nhi tử tìm nơi nương tựa ta làm gì. Cái này cả nhà trên dưới đều lộ ra một cảm giác thần bí, đến tột cùng đang làm cái gì quỷ. Đón lấy, Trác Phàm lại tiện cười một tiếng, thử dò xét nói, lão nguyên soái, thiếu gia của chúng ta tìm nơi nương tựa tại ngài, ngài thu sao? Ách, cái này đương nhiên, người trẻ tuổi nguyện ý vì nước xuất lực, chinh chiến xa trường. Tốt, vậy quá tốt. Thế mà, không đợi Độc Cô Chiến Thiên nói xong, Trác Phàm đã là hét lớn một tiếng, đi vào Lạc Vân Hải bên người, đem hắn kéo nói, thiếu gia, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, Độc Cô lão nguyên soái nguyện ý thu ngươi, nhanh đi rót chén trà a. Vâng. Lạc Vân Hải gật đầu một cái, hưng phấn mà đi ra ngoài, như cùng một con chạy ra lồng giam chim nhỏ giống như. Cuối cùng là không cần lại đứng chung bình tấn, thực sự mệt chết lão tử. Độc Cô Chiến Thiên thì là có chút choáng váng, hắn vừa mới cũng bất quá là thuận miệng nói thôi, làm sao, còn thật muốn tìm nơi nương tựa lão phu nơi này a? Ách, Trác quản gia, vừa mới đây là. Độc Cô lão nguyên soái, ngài cái gì cũng không cần nói, chủ nhân nhà ta nếu là biết tiểu thiếu gia đến ngài lón mắt xanh, nhất định sẽ cảm kích ngài cả một đời. Ngài không biết, đây chính là chủ nhân nhà ta cả đời tâm nguyện đâu. Trác Phàm nắm thật chặt Độc Cô Chiến Thiên bao quát bàn tay to, trong mắt chớp động lên kích động nước mắt, đều nhanh vui đến phát khóc. Độc Cô Chiến Thiên vốn muốn cự tuyệt lời nói, lại là cũng không đành lòng nói ra miệng. Chẳng phải thu cái binh a, hơn nữa nhìn tiểu tử này tư chất cũng không tệ, có lẽ về sau có tư cách, thu thì thu. Sau đó thở dài, hơi hơi gật gật đầu. Thế mà, đúng lúc này, lại là rít lên một tiếng vang lên, Độc Cô lão nguyên soái. Vậy mà thật sự là ngài. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Vân Thường chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, hai tay nhẹ che miệng thơm, một mặt khiếp sợ nhìn về phía nơi này, toàn thân kích động đều run rẩy lên. Trác Phàm gương mặt nhìn không được rút rút, trong lòng lẩm bẩm nói, thật sốc nổi diễn kỹ a. Trác quản gia, vị này là... Há, còn không cho ngài lão giới thiệu, đây là chúng ta đại tiểu thư, Lạc Vân Thường. Trác Phàm hướng Độc Cô Chiến Thiên khẽ gật đầu, thuận thế đi vào Lạc Vân Thường trước mặt, đem vừa mới sự tình giảng một lần. Lạc Vân Thường nghe xong lời ấy, hai mắt sáng lên, nhịn không được nhảy dựng lên, tràn đầy vẻ hưng phấn, lại không có chút nào ngày thường phong phạm thục nữ. Trác Phàm khóe miệng giật một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói, được, kịch quá mức. Lạc Vân Thường trì trệ, mới thu liễm lại có chút kích động sắc mặt, hướng Độc Cô Chiến Thiên bọn người áy náy gật đầu. Độc Cô Chiến Thiên cũng là lộ ra thiện ý nụ cười, cũng không ngại. Thế nhưng là, Độc Cô Phong bốn người nhìn về phía Lạc Vân Thường ánh mắt, lại đều là có sự nổi bật. Riêng là Lão Tam, hai mắt đều nhanh toát ra lửa tới. Trác Phàm đem hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng cười thầm. Quả nhiên, tham gia quân ngũ 3 năm, heo mẹ so điêu thiền, tuyệt không giả. Huống chi, Lạc Vân Thường vốn chính là khó được mỹ nữ. Sau đó, Trác Phàm hai mắt khẽ híp một cái, lần nữa nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên nói, Độc Cô lão nguyên soái, hôm nay ngài có thể thu phía dưới thiếu gia của chúng ta, thật sự là ta Lạc gia đại hỷ sự. Không bằng chúng ta mừng vui gấp bội, kết cái thân như gì? Cái gì, kết thân? Mọi người sững sờ, lại nhìn về phía Trác Phàm bên người Lạc Vân Thường, Độc Cô Phong bốn người sắc mặt đã là có chút đỏ ửng. Độc Cô Chiến Thiên khẽ vuốt chòm râu. Lại nhìn xem đầy mắt chờ mong Lạc Vân Thường nói, chỉ là, không biết Lạc gia chủ ý nghĩ. Yên tâm, cha ta nhất định đồng ý, đây là hắn nhiều năm hy vọng. Lạc Vân Thường vội vàng nói. Độc Cô Chiến Thiên lại nhìn về phía bên cạnh bốn người, chỉ thấy bốn người kia tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng, nhưng lại cũng không phản đối.
Riêng là lão tam độc cô hỏa, cái kia cỗ khát vọng, quả thực liền muốn như núi lửa đồng dạng tán phát ra. Độc cô chiến thiên suy nghĩ một phen, hắn bốn cái con nuôi, cùng hắn chém giết chiến trường mấy chục năm, đã qua mà đứng, cũng nên lập gia đình. Sau đó cười gật gật đầu, đã lạc gia chủ nguyện ý, vậy lão phu đương nhiên vui lòng chi cực. Lời vừa nói ra, Độc Cô Phong bốn người lúc này ra sức vồ một cái quyền, hưng phấn mà toàn thân run run, chỉ là không biết bốn người bọn họ, người nào may mắn có thể lấy được vị đại tiểu thư này. Trác Phàm thì là trong mắt tinh mang lóe qua, lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị. Lúc này, Lạc Vân Hải cũng bưng bát trà trở về, gặp Trác Phàm hướng hắn gật đầu, cơm hộp tức quỳ một chân trên đất, hiện lên cho Độc Cô Chiến Thiên. Độc Cô Chiến Thiên chính gặp việc vui tinh thần thoải mái, cũng không có quá để ý, liền nâng chung trà lên bát uống một hơi cạn sạch. Nhưng ai biết, đúng lúc này, Lạc Vân Hải vang dội thanh âm truyền khắp tại chỗ tất cả mọi người trong tai, Hải Nhi Lạc Vân Hải, tham kiến nghĩa phụ. Phốc! Độc Cô Chiến Thiên, một cái lảo đảo, vừa uống vào trong miệng chỉnh bát trà, trong nháy mắt một miếng chưa uống phun ra ngoài. Ngươi, vừa mới nói cái gì? Độc Cô Chiến Thiên trừng lớn lấy đôi mắt già nua, ngón tay Lạc Vân Hải, đầy mặt kinh hãi. Độc Cô Phong bốn người, cũng là không khỏi ngơ ngác. Nguyên soái vừa mới chỉ là đáp ứng nhận lấy hắn làm một người đại đầu binh, lúc nào thu hắn làm con nuôi. Lạc Vân Hải thì là một mặt chuyện đương nhiên, cung kính ôm một cái quyền, Hải Nhi xưng ngài nghĩa phụ, không đúng sao? Đúng vậy a, lão nguyên soái, vừa mới ngài không phải chính miệng đáp ứng kết thân một chuyện a? Chẳng lẽ lấy ngài đường đường thiên vũ nguyên soái thân phận, như vậy một kiện việc nhỏ cũng muốn đổi ý sao? Trác Phàm trong lòng thầm cười một tiếng, thản nhiên nói. Độc Cô Chiến Thiên mắt trợn tròn, giật mình một hồi lâu, mới phản ứng được. Nhìn xem Lạc Vân Thường, lại nhìn xem Lạc Vân Hải. Đúng a, cái này Trác quản gia lúc đó chỉ nói là kết thân, cũng không có nói là cái nào chủng loại hình kết thân. Cái này Lạc Vân Hải bái hắn làm nghĩa phụ, cũng là kết thân phương thức. Chẳng qua là lúc đó chỉ có Lạc Vân Thường tại chỗ, bọn họ liền vô ý thức tưởng rằng cùng Lạc Vân Thường kết thân. Sau đó lại thật sâu nhìn Lạc Vân Hải liếc một chút, chỉ thấy hắn hiện tại quỳ một chân trên đất, hai tay dâng lên trà chản, không phải liền là nhận cha nghi thức sao? Ai, lão phu lúc đó làm sao lại không có chú ý đâu? Độc Cô Chiến Thiên vừa đỡ cái chán, nhìn về phía Trác Phàm cười khổ nói, Trác quản gia, nguyên lai ngươi nói nhận thân, là cái này a? Đương nhiên, nếu không lão nguyên soái tưởng rằng cái gì? Lão phu còn tưởng rằng, nhìn xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lạc Vân Thường, lại nhìn xem bốn cái mặt hiện cháy sắc con nuôi, Độc Cô Chiến Thiên cuối cùng bất đắc dĩ thở dài lên tiếng, lão phu. Cũng tưởng rằng cái này. Nghe được lời này, Độc Cô Phong bốn người nhất thời sắc mặt một đổ, Trác Phàm lại là cười lớn phủi phủi tay nói, ha ha ha, vậy quá tốt, tiểu thiếu gia, tranh thủ thời gian lại cho nghĩa phụ dập đầu ba cái. Vâng, Lạc Vân Hải quát to một tiếng. Mừng khấp khởi địa phủ thân thể đập ba lần, đụng chút rung động. Độc Cô Chiến Thiên thì là cười khổ thẳng lắc đầu, vốn là muốn cho mình con nuôi lấy cái nàng dâu, ai có thể nghĩ nàng dâu không có lấy, lại lấy được cái đệ đệ. Bất quá cái này cũng không có cách nào, hắn đã nhận thân, nếu là đột nhiên đổi ý, nói nếu không phải tiểu tử này, mà chính là tiểu cô nương kia, chẳng phải là có trắng trợn cướp đoạt dân nữ chi ngại. Hắn Độc Cô Chiến Thiên cả đời lỗi lạc. Độc Cô đại quân quân kỷ nghiêm minh, lại làm sao có thể vì thế bại hoại cả đời danh dự. Ai, tính toán, nhìn tiểu tử này tư chất không tệ, toàn bộ Lạc gia lại như thế tôn sùng quân nhân, thu tại dưới trướng điều giáo 2 năm, có lẽ về sau lại là lão phu dưới trướng một hổ đâu. Độc Cô Chiến Thiên qua loa cho xong chuyện, trong lòng thầm nghĩ, tiếp lấy nhìn về phía Lạc Vân Hải, sắc mặt bất giác nghiêm một chút nói, Vân Hải, hôm nay ngươi bái ta làm nghĩa phụ. Liền muốn tuân thủ ta Độc Cô gia quy củ. Lão phu luôn luôn công và tư rõ ràng, nhập ta Độc Cô quân, chỉ cần lão phu chiến giáp bất ly thân, ngươi cũng chỉ có thể xưng lão phu nguyên soái, không thể gọi nghĩa phụ. Nếu là có bất luận cái gì làm trái quân quy sự tình, lão phu tất nhiên quân pháp xử lý, tuyệt không thiên vị. Điểm này, ngươi có thể cùng bốn người bọn họ hỏi thăm một chút. Đúng, nghĩa phụ, a à không, nguyên soái. Lạc Vân Hải liền ôm quyền, hưng phấn nói. Độc Cô Chiến Thiên hài lòng gật đầu, tiểu tử này coi như thông minh, còn có,
ngươi tuy là lão phu con nuôi, nhưng sau này không phải giả vờ mượn lão phu danh tiếng gây chuyện. Nếu không một khi phát hiện, bình tĩnh chảm không buông tha. Đúng, nguyên soái, Lạc Vân Hải nhếch miệng cười một tiếng, lớn tiếng nói. Trác Phàm thì là khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên ôm quyền nói, chúc mừng lão nguyên soái, lại thua một vị thông minh lanh lợi con nuôi. Tin tưởng lão nguyên soái nhận lấy thiếu gia của chúng ta, nhất định không biết thất vọng. Đón lấy, Trác Phàm vừa nhìn về phía Độc Cô Phong bốn người cười nói, chúc mừng bốn vị tướng quân, lại phải một vị cởi mở huynh đệ. Ngày sau thiếu gia nhà ta, liền muốn nhận được bốn vị chiếu cố, ha ha ha. Nhìn xem một bên vui vẻ ra mặt, giống như tiên tử hạ phàm Lạc Vân Thường, bốn người vừa nhìn về phía Trác Phàm, khắp khuôn mặt là vẻ u oán. Nha nha phi, chúng ta bốn người đã đủ nhiều huynh đệ, trọn vẹn mấy triệu a, đã không cần lại nhiều huynh đệ. Chúng ta chỉ muốn muốn nàng dâu. Riêng là lão tam Độc Cô Hỏa, song quyền nắm chặt, trong hai mắt lại ngấn lệ chớp động. Các ngươi Lạc gia cũng quá không phải thứ gì, vốn là chúng ta bốn người không có ý nghĩ kia, ngươi một sách đi ra, đem trong lòng chúng ta dục hỏa đều nhen nhóm, lại là đưa tới một cái đệ đệ. Suy nghĩ một chút đều là nước mắt a. Mấy chục năm chiến trường chém giết đều gắng gượng qua đến, bây giờ lại một chút đều không muốn lại trên chiến trường. Tựa hồ nhìn ra bọn họ tâm tư, Trác Phàm nhìn Lạc Vân Thường liếc một chút, hướng nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Trong lòng nhìn không được cười lên. Không nghĩ tới chúng ta vị đại tiểu thư này mị lực vẫn rất đủ a, liền mị mắt cũng không dùng đánh, liền đem bốn người vạch tới tay. Lạc Vân Thường thì là đắc ý hiên ngang đầu, hướng Trác Phàm lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Nhìn thấy cái này, bốn người kia càng là đấm ngực dậm chân, trong lòng thương tiếc. Trác quản gia, bây giờ lão phu đã thu Vân Hải làm nghĩa tử, phải chăng cái kia đi gặp Lạc gia gia chủ. Lúc này Độc Cô Chiến Thiên nhìn về phía Trác Phàm hỏi. Thân thể nhịn không được run run, Trác Phàm khẽ thở dài, gật gật đầu, đúng vậy a, ta nhớ nhà chủ từ lâu muốn gặp một lần lão nguyên soái. Đồng thời, Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải hai tỷ đệ, cũng là lộ ra bi thương thần sắc. Độc Cô Chiến Thiên năm người khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, chỉ là theo chân Trác Phàm hướng một phương hướng khác đi đến. Không ra một phút công phu. Mọi người liền tới đến một chỗ đại trướng trước. Trác Phàm vén lên mành lều, mời bọn họ tiến vào. Thế nhưng là mới vừa vào đi, Độc Cô Chiến Thiên bọn người liền sợ hãi cả kinh. Cái kia đại trướng chính giữa cái bàn lên, vậy mà cung phụng là một cái bài vị, phía trên khắc lấy chính là Lạc gia gia chủ tục danh. Gia chủ, ngài cả đời lớn nhất kính ngưỡng, lớn nhất tôn sùng Độc Cô lão nguyên soái đến xem ngài đến, ngài nhất định thật cao hứng đi. Phù phù một tiếng, Trác Phàm lúc này quỳ sát tại cái kia linh vị trước đó, khóc trời đập đất, một bộ trung bộc tướng. Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải thì là hai mắt phiếm hồng, nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới. Bất quá cùng Trác Phàm không giống nhau, bọn họ đây chính là thật, cũng không phải là diễn xuất. Dù sao bọn họ phụ thân, thật sự là tại hai năm trước chết thảm, cái này linh vị cũng là hàng thật giá thật tồn tại. Bọn họ lại bái cái này linh vị. Trong lòng sao có thể không có sầu não. Độc Cô Chiến Thiên bọn họ lẫn nhau nhìn xem, lại là trong lòng chấn kinh. Nghĩ không ra Phong Lâm Thành nhất chiến, vậy mà như thế hung tàn, liền gia chủ đều cho chiến tử. Ai, bọn họ vẫn là đến trễ một bước a. Bất đắc dĩ lắc đầu, Độc Cô Chiến Thiên năm người trong lòng thở dài, cung kính hướng linh vị trước dâng một nén nhang. Bọn họ vẫn cho là, Lạc gia gia chủ là lần này chiến tử. Cho nên trong lòng cũng có chút áy náy. Trác quản gia, không biết ngoài núi bốn cái cấp 5 đại trận, phải chăng xuất phát từ Lạc gia chủ chi thủ? Độc Cô Chiến Thiên hướng linh vị bái bai về sau, nhìn về phía Trác Phàm hỏi. Trác Phàm đột nhiên đứng dậy, kiêu ngạo mà nâng lên đầu, đó là đương nhiên, tuy nhiên gia chủ của chúng ta chỉ là đoán cốt cảnh tu vi, nhưng là thiên văn địa lý, trận pháp luyện đan, không gì không giỏi. Cái kia bốn cái cấp 5 trận thức. Chính là chúng ta gia chủ lúc còn sống chỗ bố trí. Thì ra là thế, Lạc gia chủ thật là bậc kỳ tài vậy, khó trách bệ hạ sẽ để cho lão phu ngàn dặm gấp rút tiếp viện các ngươi. Độc Cô Chiến Thiên trong lòng cả kinh, không khỏi tán thưởng một tiếng. Phàm là cấp 5 trận pháp, cho dù đạt đến thần chiếu cảnh, cũng chưa chắc có thể tìm hiểu đến thấu. Thế nhưng là Lạc gia chủ một cái đoán cốt cảnh,
thế mà liền có thể liên tục bố trí 4 cái cấp 5 trận pháp, thật sự là thiên cổ kỳ tài. Bất quá đáng tiếc, đoán cốt cảnh dù sao thực lực quá nhỏ bé, coi như khống chế cấp 5 trận pháp đối địch, địch thủ quá mạnh cũng lực bất tòng tâm. Độc Cô Chiến Thiên dường như đã đoán được Lạc gia chủ nguyên nhân cái chết, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nếu là Lạc gia chủ còn sống, lão phu thật nghĩ đem hắn mời vào trong quân, làm tham mưu tướng quân. Ngày sau đối chiến Khuyển Nhung, quân ta thì càng có phần thắng. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm âm thầm tắc lưỡi. May mắn hắn không có thừa nhận trận pháp này là hắn bố, không phải vậy không phải bị lão gia hỏa này chộp tới làm đại đầu binh không thể, nguy hiểm thật. Đúng, tập kích Lạc gia đến tột cùng là cái gì băng kẻ xấu, vậy mà như thế hung tàn, liền gia chủ đều chiến tử. Đột nhiên, Độc Cô Chiến Thiên sát khí lẫm liệt quát hỏi. Hắn chỉ là bị hoàng đế triệu hồi đến bảo hộ Lạc gia, lại cũng không biết đối thủ là người nào. Trác Phàm khẽ giật mình, trong lòng cười thầm, cái này dễ làm, sau đó thở dài, vẻ mặt đưa đám nói, lão nguyên soái có chỗ không biết, đám này kẻ xấu thực sự quá hung tàn, mà lại thực lực khủng bố. Chúng ta Hắc Phong Sơn vốn là có 100.000 gia đình, bây giờ bị giết đến liền 10.000 cũng chưa tới. Ngay tại bi thương Lạc Vân Hải cùng Lạc Vân Thường hai người bất giác sững sờ, nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng xấu hổ. Cái này Trác Phàm thật sự là há mồm phi ngựa xe, cái gì cũng dám ra bên ngoài nói a. Mình Hắc Phong Sơn vốn là 10.000 người không đến, từ đâu tới 100.000 gia đình. Lại nói, muốn nhiều như vậy gia đình làm gì, mình cũng nuôi không nổi a. Độc Cô Chiến Thiên lại là bỗng nhiên giận dữ nói, ta Thiên Vũ cảnh nội, thế mà còn có như thế phai mở nhân tính kẻ xấu. Lão phu lần này hồi triều, trước hết muốn đem bọn hắn trừ rơi, còn Thiên Vũ một cái an bình. Mời nghĩa phụ, không, nguyên soái vì ta Lạc gia làm chủ. Lạc Vân Hải nhãn châu xoay động, thừa cơ bái nói. Lạc Vân Thường cũng là vội vàng bái hạ, bi thương nói, mời nguyên soái vì tiểu nữ tử làm chủ. Các ngươi yên tâm, lão phu trong mắt không cho phép hạt cát, nhất định cho các ngươi lấy lại công đạo. Độc Cô Chiến Thiên hất lên ống tay áo, hét lớn lên tiếng. Độc Cô Phong thừa cơ bắt lấy Lạc Vân Hải cùng Lạc Vân Thường cánh tay, đem bọn hắn đỡ dậy, nhưng là một đôi mắt lại chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Vân Thường nhìn, ha ha ha. Các ngươi yên tâm, đừng nói Vân Hải hiện tại đã là chúng ta nghĩa đệ. Thì coi như chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, như loại này kẻ xấu, chúng ta tứ hổ cũng tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Còn lại ba người gặp này, không khỏi trong mắt ngưng tụ, hàm răng bất giác chăm chú cắn lên. Lão đại này cũng là lão đại, ra tay còn thật nhanh a. Mà lại, chúng ta làm sao không nghĩ tới, Lạc Vân Hải làm chúng ta đệ đệ về sau, chúng ta không phải càng có cơ hội truy cầu tỷ tỷ của hắn sao? Kết quả là, cả đám đều hướng Lạc Vân Thường chỗ đó chen tới, duỗi ra từng đôi vuốt sói, tựa hồ phải thêm gấp thăm hỏi. Đồng thời hai mắt trừng mắt về phía Độc Cô Phong, phảng phất tại nói, buông ra cái cô nương kia, để lão tử đến. Bất quá, đúng lúc này, Trác Phàm lại là đột nhiên thoát ra, đem Độc Cô Phong bàn tay heo ăn mặn tiếp nhận, hung hăng lung lay, sau đó từng cái ngăn lại ba người kia vuốt sói, kéo lấy bọn hắn tay cực kỳ cảm động nói, có 4 vị tướng quân chống đỡ, chúng ta Lạc gia toàn thể trên dưới vô cùng cảm kích a. Ha ha ha, chắc là. Hầm hực rút về hai tay, 4 người tuy nhiên trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại là âm thầm tức giận. Chúng ta muốn nắm là đại tiểu thư cánh tay mềm, người nhà một cái thối quản gia tiếp cận tới làm gì? Hừ, mất hứng. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy, Độc Cô Chiến Thiên trong lòng suy nghĩ, đừng nói là Thiên Vũ an bình, liền xem như vì hắn cái này 4 cái con nuôi, có thể thành công theo đuổi được cô nương yêu ái. Hắn cái này làm nghĩa phụ cũng tuyệt đối phải đem việc này một ống đến cùng. Trác quản gia, những người kia đến tột cùng là ai, ở nơi nào, lão phu cái này mang binh bình định bọn họ. Độc Cô Chiến Thiên giận hừ một tiếng, uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Trác Phàm liền ôm quyền, khen, Độc Cô nguyên soái quả nhiên chiến thần, khí khái phi phàm. Thực không dám giấu giếm, đám kia kẻ xấu một trong, chính là U Minh Cốc. Tin tưởng lão nguyên soái xuất mã, nhất định đánh đầu thắng đó, đem cái kia địa phương rách nát san thành bình địa, còn Thiên Vũ một cái an bình. Khoan, ngươi nói bọn họ là ai? Độc Cô Chiến Thiên vội vã khoát khoát tay,
chà chà trên đầu mồ hôi lạnh, thổn thức nói. Trác Phàm hơi ngửa đầu, cười nhạt tiếng nói, U Minh Cốc a, làm sao, lão nguyên soái có khó khăn? Bất giác trì trệ, Độc Cô Chiến Thiên gương mặt hung hăng quất một chút. Có khó khăn, nào chỉ là khó khăn, Ngự Hạ Thất gia, cái kia là có thể tùy tiện động tồn tại sao? Coi như hắn là tứ trụ, cũng không thể tùy tiện hướng bảy thế gia xuất binh a, như thế thiên vũ tất loạn. Độc Cô Chiến Thiên khẽ vuốt cái trán, trong lòng ai thán. Vừa mới mở miệng khoa trương, ai có thể nghĩ tới lần này đối thủ là bảy thế gia đây, khó trách bệ hạ sẽ để cho hắn đến gấp rút tiếp viện. Xác thực, thiên vũ trừ bọn họ tứ trụ, cũng không có ai có thể ngăn chặn đến bảy thế gia uy phong. Bất quá, bệ hạ, ngươi làm sao không sớm thông báo một chút lão thần đây? Giờ thì tốt rồi, thổi ra châu không có cách nào thu hồi. Nhìn lấy Trác Phàm, Lạc Vân Hải cùng Lạc Vân Thường ba người hy vọng ánh mắt, Độc Cô Chiến Thiên lần đầu tiên trong đời mặt mo đỏ ửng, lúng túng quay đầu sang chỗ khác, không còn dám cùng mọi người đối mặt. Lão nguyên soái, không biết ngài khi nào xuất binh, chúng ta có thể hay không theo quân ở bên, vì ngài hò hét trợ uy. Trác Phàm chớp chớp có vẻ như ngây thơ hai mắt, biết mà còn hỏi. Độc Cô Chiến Thiên cứng ngắc mặt mũi, tràn ngập vết chai bàn tay ở trên mặt hung hăng vỗ vỗ, ấp úng lại là không biết nên trả lời thế nào. Vừa mới còn tuyên bố muốn thay Lạc gia ra mặt đây, bây giờ lại muốn lật lọng, cái này khiến hắn cái này tam quân nguyên soái làm sao mở miệng. Độc Cô Lâm minh bạch nghĩa phụ trong lòng nỗi niềm khó nói, không khỏi nhãn châu xoay động, thản nhiên nói, Trác quản gia, các ngươi xác định là U Minh Cốc sao? Nhưng là có chứng cứ gì? Dù sao việc này lớn, không có bằng chứng hướng bảy thế gia xuất thủ, sợ rằng sẽ thụ thiên hạ lên án. Đúng vậy a. Lão Phu cũng cho là như vậy. Độc Cô Chiến Thiên vội vàng quay đầu, chăm chú nhìn về phía Trác Phàm ba người, một mặt khẩn trương hỏi, các ngươi, có chứng cứ sao? Liếc nhìn nhau, Trác Phàm ba người ào ào nhíu mày. Những cái kia đột kích ba nhà trưởng lão cung phụng, tất cả đều bị bọn họ đuổi tận giết tuyệt, từ đâu tới chứng cứ? Trầm ngâm một trận, Trác Phàm thản nhiên nói, bọn họ chạy quá nhanh, ngược lại là không có để lại bất luận cái gì bằng chứng. Nghe được lời này, Độc Cô Chiến Thiên không khỏi thở dài ra một hơi, hướng Độc Cô Lâm khen ngợi gật đầu, trong lòng thả phía dưới một khối đá lớn, cười nói, đã không có chứng cứ, vậy lão phu. Thế nhưng là, thế mà, Trác Phàm lời nói xoay chuyển, Độc Cô Chiến Thiên lần nữa khẩn trương lên, những người kia tuy nhiên chạy nhanh, nhưng là bản địa tôn gia cùng Lạc gia nguyên trưởng lão Thái Vinh cha con, làm vì bọn họ nội ứng, cũng là bị chúng ta bắt lại, chắc là tính toán cá nhân chứng đi. Cái này, Độc Cô Chiến Thiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Lâm, cho hắn nhiều lần nháy mắt. Độc Cô Lâm là tứ hổ bên trong là trầm ổn nhất trí tướng, loại thời điểm này, đã phải bảo đảm Độc Cô Quân thể diện, lại muốn thuận tự nhiên đem sự kiện này thoái thác, liền phải dựa vào hắn. Độc Cô Lâm suy nghĩ một hồi, hơi hơi lắc đầu, chỉ là một kẻ nội ứng, cùng U Minh Cốc ba xào tử đánh không đến mấy người, căn bản không đủ làm bằng chứng. Đúng thế. Độc Cô Chiến Thiên dậm chân một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, ai, không phải lão phu không tận lực, thật sự là chứng cứ quá bạc nhược, không tiện hạ thủ. Nếu không lời nói, lão phu nhất định báo cáo thánh thượng, cho phép xuất binh, đem U Minh Cốc cái này bảy thế ra con sâu làm dầu nồi canh triệt để trừ rơi. Dõng dạc một phen hét lớn về sau, Độc Cô Chiến Thiên thở dài một hơi, hướng Độc Cô Lâm âm thầm giơ lên một cái ngón tay cái. Độc Cô Lâm hơi gật đầu, trong lòng cười trộm. Bọn họ vị này lão nguyên soái tuy nhiên cả đời chinh chiến, ghét ác như cừu, nhưng cũng không phải kẻ lỗ mãng. Giống đối mặt bảy thế gia trọng yếu như vậy nhân vật, cũng không dám tùy tiện xung đột. Nếu không, gặp nạn là toàn bộ thiên vũ. Bất quá Trác Phàm lại sẽ không muốn nhiều như vậy, thiên hạ lại loạn không sao cả, chỉ cần hắn địch nhân chết sạch là được. Gặp cái này Độc Cô Chiến Thiên cũng không muốn tùy tiện cùng U Minh Cốc đối địch, còn tìm nhiều như vậy cớ, Trác Phàm bất giác nhẹ khẽ nhíu mày. Thế nào, mới có thể để cho Độc Cô Chiến Thiên cùng đám kia tên khốn kiếp đòn khiêng lên đâu? Liền xem như có một ít ma sát nhỏ, cũng thật là tốt ha. Bởi vì như vậy lời nói, thì cùng năm đó Phong Lâm Thành nhất chiến đồng dạng. Đem Lạc gia cùng bảy thế gia ân oán, chuyển biến thành tứ trụ Độc Cô Chiến Thiên cùng bảy thế gia ân oán. Như vậy, Lạc gia thì lại có thể an ổn mấy năm.
cho nên Trác Phàm đến bây giờ làm nhiều như vậy, cũng không phải là muốn một hơi giải quyết U Minh Cốc, vậy căn bản không thực tế. Mà chính là nghĩ hết biện pháp để Độc Cô Chiến Thiên vì Lạc Gia ra mặt, làm cho tất cả mọi người đều biết, muốn động đến bọn hắn Lạc Gia, trước hết qua Độc Cô Chiến Thiên cửa này lại nói. Nhưng là bây giờ, lão già này lại như cũ ra sức khước từ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, không biết tại đánh lấy tính toán gì. Trác quản gia, thám tử chúng ta phát hiện, có ba đạo lưu quang tại Phong Lâm Thành trên không xoay quanh, không biết là cái gì. Đột nhiên, bàng thống lĩnh xông vào đại trướng, hét lớn. Trác Phàm lông mày nhíu lại, cùng Độc Cô Chiến Thiên bọn người nhìn xem, cùng nhau đi ra ngoài trướng, ngửa mặt lên trời nhìn qua. Chỉ thấy vân giữa không trung, thật có ba đạo lưu quang đang xoay tròn. Tựa hồ là con ruồi không đầu giống như, tìm không thấy về nhà đường. Truyền tin Ngọc Giản, Độc Cô Chiến Thiên giật mình, nói, Phong Nhi, người đi đem Ngọc Giản kia thu hồi, nhìn là ai phát tới truyền tin Ngọc Giản. Vâng, Độc Cô Phong liền ôm quyền, hét lớn lên tiếng. Thế nhưng là, còn không đợi hắn lăng không bay đi, sấm sét nổ vang ở giữa, một bóng người đã là đột nhiên chui vào vân không, trong chớp mắt liền đem ba đạo Ngọc Giản thu vào trong lòng, lại trở về tới. Lúc này, Độc Cô Chiến Thiên năm người mới thình lình phát hiện, Trác Phàm mặc dù chỉ là đoán cốt cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng là lại có thể lăng không bay lượn, tốc độ có thể cao hơn thiên huyền tay. Mà lại hắn sau lưng lôi vân dực, lại cũng là lưu quang chuyển động, phảng phất là sống đồng dạng. Điều này không khỏi làm năm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Lạc Gia chết gia chủ có thể bày ra cấp 5 trận pháp, đã đầy đủ khiến người ta sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra còn trẻ như vậy một cái tiểu quản gia, lại cũng có bực này bản sự, thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Nếu để cho bọn họ biết, Trác Phàm chẳng những tốc độ có thể so với thiên huyền cảnh, càng là trong ngắn hạn đem mấy cái thiên vũ thành danh nhiều năm thiên huyền cao thủ đánh chết, không biết lại là loại nào phản ứng. Bất quá đáng tiếc, bọn họ nhiều năm bên ngoài tác chiến, vừa hồi chiều không lâu, căn bản không biết trước mặt bọn hắn cái này Lạc Gia trung can nghĩa đảm trung bộc, đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào tồn tại. Hướng lấy bọn hắn năm người cười cười, Trác Phàm dẫn đầu đem cái này ba khối bên trong Ngọc Giản cho cha một lần, lại là khóe miệng đột nhiên câu lên một đạo tà dị đường cong. Độc Cô lão nguyên soái, ngài không phải muốn chứng cứ a, hiện tại có, hắc hắc hắc. Nhíu mày, Độc Cô Chiến Thiên nghi ngờ đem cái kia ba khối Ngọc Giản cầm qua, xem một phen, lại là trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng ngăn không được địa đại mắng. Cái này ba đại thế gia người, đều là heo a. Trước khi đi, cũng không đem Ngọc Giản thu về. Không sai, đây chính là U Minh Cốc, Dược Phương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm ba nhà gia chủ, hướng nơi này trưởng lão cung phụng gửi đi động thủ mệnh lệnh. Nguyên bản truyền tin Ngọc Giản đến mục đích về sau, các nhà trưởng lão dùng chính mình độc môn thủ quyết liền có thể thu về. Mà thời gian dài không có người thu về, Ngọc Giản nấn ná một lúc lâu sau, liền sẽ trở lại nguyên chủ nhân trong tay. Bất quá đáng tiếc a. Ba nhà giấu giếm tại Phong Lâm Thành trưởng lão cung phụng chết hết. Ngọc Giản không có thu về không nói, còn bị Trác Phàm cho nửa đường ngăn cản, cái này thật là thành Độc Cô Chiến Thiên không thể không ra mặt bằng chứng. Độc Cô lão nguyên soái, chứng cớ này đủ sao? Trác Phàm trong lòng nín cười, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên. Độc Cô Chiến Thiên khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, đầy đủ. Chứng cớ này, đầy đủ bằng chứng sao? Đầy đủ sắt. Như vậy ngài lúc nào xuất binh U Minh Cốc? Ây, Độc Cô Chiến Thiên trì trệ, trên mặt bỗng nhiên nghiêm một chút nói, xuất binh một chuyện, lão phu cần bệ hạ cho phép. Yên tâm, lão phu nhất định đem chứng cứ mặt trình thiên mặt, trả lại cho các ngươi Lạc Gia một cái công đạo. Trác Phàm gật gật đầu, vui vẻ ra mặt, chỉ cần ngươi nha ra mặt là được, còn có lão nguyên soái, ngài nhìn ngài có phải hay không thuận tiện. Đem Dược Phương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm cùng một chỗ làm. Ngươi nhìn cái này bằng chứng, còn chỉ lấy hai nhà bọn họ đây. Độc Cô Chiến Thiên đau cả đầu, làm U Minh Cốc một nhà đã không thể coi thường, ngươi nhà còn muốn liền Dược Phương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm cùng một chỗ làm. Thẳng thắn giống ngàn năm trước một dạng, đến chàng bảy nhà đại chiến có được hay không? Độc Cô Chiến Thiên liên tục cười khổ, lẩm bẩm nói, lão phu hội từng cái hiện lên bẩm bệ hạ, từ hắn phán quyết. Há, vậy cũng tốt, Trác Phàm gật gật đầu, suy nghĩ một hồi,
có điều rất nhanh liền dường như lại nghĩ tới một việc nói, bất quá lão nguyên soái, đã ngài hồi chiều muốn tham gia bọn hắn một bản, không bằng lại tiện thể một cái đi. Cái gì, còn có? Độc Cô Chiến Thiên giật mình, trợn mắt hốc mồm, các ngươi Lạc gia đến tột cùng gây bẩy thế gia mấy nhà a? Trác Phàm sờ mũi một cái, khẽ cười nói, bất quá cái này có hơi phiền toái, tuy nhiên chúng ta biết nó mới là chủ sự sau màn, nhưng là không có cái gì bằng chứng. Lão nguyên soái muốn tham không ngã lời nói, liền tùy tiện nâng nâng tính toán. U Minh Cốc bọn họ ba nhà sau lưng chủ sự sau màn. Người nào? Độc Cô Chiến Thiên tròng mắt hơi co lại, thanh âm nói chuyện bên trong đều khởi sướng run rẩy. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu nói, ha ha ha. Đối lão nguyên soái tới nói, vậy căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối ta nhóm cái này nho nhỏ Lạc gia tới nói, lại là quái vật khổng lồ, cũng chỉ có lão nguyên soái mới có thể che chở chúng ta. Đến tột cùng là ai? Độc Cô Chiến Thiên khẩn cấp hỏi. Đế Vương Môn. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, không chỉ Độc Cô Chiến Thiên, liền cái kia tứ hổ cũng cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Cái này Lạc gia đến tột cùng là xuyên phá bao lớn trời ạ, trong bảy thế gia gây bốn nhà không nói, bên trong còn có một cái là mạnh nhất Đế Vương Môn. Là, hắn Độc Cô Chiến Thiên không sợ Đế Vương Môn, nhưng là hợp lại hắn cũng tổn thất nặng nề a. Hắn Độc Cô Đại Quân là bảo vệ quốc gia, há có thể tại nội đấu bên trong tiêu vong hầu như không còn. Độc Cô Lão Nguyên Soái, ngài làm sao? Trác Phàm chớp chớp vô tội mắt to, giống như một mặt mê mang mà nói. Độc Cô Chiến Thiên khoát khoát tay, mang theo bốn cái con nuôi vội vã đi ra ngoài, sợ hắn lại ra cái gì yêu thiêu thân, các ngươi Lạc gia thật mẹ hắn châu, sự kiện này lão phu cũng chịu không được, về trước doanh nghỉ một lát, thật tốt một sợi sợi bên trong quan trọng. Ai ra, lão phu não tử làm sao loạn như vậy a? Độc Cô Lão Nguyên Soái, ngài mặc kệ chúng ta, vừa mới ngài thế nhưng là tại gia chủ của chúng ta linh tiền hứa hẹn qua, muốn giúp chúng ta lấy lại công đạo a. Trác Phàm một đường đưa ra bọn họ năm người, lớn tiếng nói. Lạc Vân Hải cũng là hai mắt lưng tròng, nghĩa phụ, nguyên soái, ngài vừa đã đáp ứng Hải Nhi. Được được, lão phu nói chuyện qua nhất định chắc chắn, chỉ là. Trước hết để cho lão phu thật tốt suy nghĩ một chút. Lão phu ngay tại cách này ngoài 10 dặm khu vực đóng quân, có lão phu tại, không ai dám động các ngươi. Tốt, như vậy cáo từ đi. Độc Cô Chiến Thiên vội vã ôm một cái quyền, cũng như chạy trốn chạy. Thiên Vũ Tứ Hổ sau cùng thật sâu nhìn Lạc Vân Thường liếc một chút, cũng đuổi theo sát tiến đến. Nhanh như chớp công phu, liền tất cả đều không có bóng dáng. Nhìn lấy năm người biến mất phương hướng, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tuy nhiên cái này Độc Cô Lão Nguyên Soái không có can đảm cùng bảy thế gia chính diện khai chiến, nhưng cũng cam đoan hội bảo vệ chúng ta chu toàn, cũng không tệ a. Trác đại ca, lúc này, Lạc Vân Hải nhìn về phía Trác Phàm nói, chẳng lẽ ta nhất định muốn cùng cái kia lão nguyên soái đi làm lính sao? Đó là đương nhiên, Độc Cô Chiến Thiên ngang dọc cả đời, thủ hạ tứ hổ từng cái kiêu dũng thiện chiến, ngươi có thể bị hắn điều giáo một phen, cũng coi như ngươi phúc khí. Vậy ngươi làm gì không đi làm? Hắn không phải rất thưởng thức ngươi trận pháp sao? Trác Phàm cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, tục ngữ nói. Hảo nam không làm lính, lão tử làm gì muốn đi làm? Vậy ta vì sao nhất định phải đi làm? Liếc mắt khẽ liếc hắn liếc một chút, Trác Phàm lạnh lùng nói, cùng Độc Cô Chiến Thiên tham gia quân ngũ đi, cùng mỗi ngày tu luyện 10 canh giờ, ngươi tuyển một chút. Vậy ta đi làm lính đi. Lạc Vân Hải đầu co rụt lại, dọa đến chạy đi. Lạc Vân Thường cười thầm, nhìn về phía Trác Phàm, trầm ngâm một phen về sau, lẩm bẩm nói, Trác Phàm, vừa mới. Nếu như, thu con nuôi sự tình, vị kia lão nguyên soái đổi ý, ngươi sẽ vì cùng tứ trụ kéo bên trên quan hệ, đem ta gả đi sao? Có lẽ a, Trác Phàm chuyện đương nhiên nói, cái gọi là chính trị hôn nhân nha, dùng ngươi một người đem tứ trụ cùng Lạc gia buộc chung một chỗ, cũng không lỗ, mà lại xem như kiếm lớn. Nếu như muốn đem lợi ích lại tăng lớn lời nói, vậy liền gả cái kia lão tam, Độc Cô Hỏa. Hắn làm người lỗ mãng, tốt nhất sử dụng. Một chút liền lấy. Đi chết, Trác Phàm còn chưa nói xong, Lạc Vân Thường đã là tròng mắt chừng một cái, gầm thét lên tiếng, đụng một tiếng, một chân đem hắn đạp xuống núi, thở phì phò đi. Trác Phàm ăn một chỗ đất,
bò người lên, nhìn về phía Lạc Vân Thường đi xa bóng lưng, mắng to, làm gì, cái này còn không phải là vì các ngươi Lạc gia tốt. Lại nói, gả ai không phải gả a. Bất quá nghe đến lời này, Lạc Vân Thường hung hăng dậm chân một cái, lại là càng tức giận. Một phương diện khác, Độc Cô Chiến Thiên năm người vội vã xuống núi, sợ Trác Phàm đuổi theo, lại có cái gì quá phận yêu cầu. Đột nhiên, Độc Cô Lâm dừng bước lại, khẽ nhíu mày nói, Nguyên soái, ta thế nào cảm giác chúng ta vào bẫy? Thân thể cùng nhau trì trệ, Độc Cô Chiến Thiên bọn người dừng thân lại, cẩn thận suy nghĩ, mới phát hiện. Bọn họ đến Hắc Phong Sơn Lạc ra đi một vòng, cái gì đều không biết rõ ràng, lại là thu cái con nuôi, hứa hẹn một đống lớn, sau cùng còn hoàn toàn cùng Lạc ra buộc chung một chỗ. Riêng là, còn muốn cùng nhau đối mặt tứ đại thế gia. À, đây là có chuyện gì? Độc Cô Chiến Thiên năm người tất cả đều gãi đầu một cái, lộ ra càng thêm mê mang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.